Mời Uyên. Vâng, em cảm ơn anh Hiếu. Xin chào tất cả các anh chị diễn giả, các anh chị luật sư cũng như là các bạn sinh viên đã tham gia vào buổi talk show hết sức đặc biệt của chat room hôm nay. Trong cái buổi hôm nay thì chúng ta sẽ khám phá một cái chủ đề hết sức là thú vị, có tên là European Journey, The Untold Stories, tạm dịch là Hành Trình Châu Âu, Chuyện Chưa Kể. Và mình xin chia sẻ một chút cái lý do mà buổi talk show này được tổ chức ra, thì đó là sau những cái buổi nói chuyện và theo dõi các cái thắc mắc của các bạn trong những cái buổi sáng trò chuyện của chat room vào thứ bảy, thì và cũng như là sau những cái trao đổi với một số anh chị khác, thì ban tổ chức có nhận ra là có vẻ do một số vấn đề, ví dụ như là rào cản ngôn ngữ hoặc là do cái thông tin hạn chế có sẵn ở trên mạng, cho nên là các bạn hầu như không biết nhiều về các cái cơ hội học tập làm việc ở các cái nước khác ngoài các cái nước mà hết sức là phổ biến như là Anh, Úc, Mỹ, Singapore. Thế cho nên là ban tổ chức đã tổ chức ra cái buổi talk show ngày hôm nay với một cái hy vọng là sau buổi này thì các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin hơn để mở rộng cái phạm vi tìm kiếm cũng như là lên những cái kế hoạch mới cho cái tương lai phát triển bản thân sau này. Và buổi chat room hôm nay thì sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là về trải nghiệm sinh sống và làm việc ở các nước châu Âu. Phần thứ hai là về kinh nghiệm học bổng, kinh nghiệm apply các cái học bổng ở châu Âu, kinh nghiệm chọn trường cũng như là các cái trải nghiệm về du học luật ở những cái nước này. Và đồng hành với cả hai phần đó thì chúng ta có năm diễn giả. Người thứ nhất là chị Dương Thị Minh Thu. Chị Thu là một người đã có kinh nghiệm học tập và làm việc ở rất nhiều nước ở châu Âu. Và khoảng những năm 2011-2012 thì chị Thu đã từng đi du học ngắn hạn ở nước Đức và Ý. Và sau đó thì chị Thu được học bổng toàn phần để đi học bổng toàn phần của chính phủ Thụy Điển để đi du học tại trường Lund University. Hiện nay thì chị Thu cũng đang theo đuổi cái lĩnh vực luật và làm việc trong 10 công ty luật, 10 công ty công nghệ thông tin lớn nhất thế giới. Diễn giả thứ hai là chị Trần Trà My, cũng là một người có kinh nghiệm sống và làm việc hết sức là phong phú. Trước đó thì chị My đã là nhân viên luật sư ở trong một số công ty luật và tập đoàn đa quốc gia. Sau đó thì chị My có chuyển đến Bồ Đào Nha để du học. Và hiện nay thì đang sinh sống và làm việc tại Tây Ban Nha trong cả lĩnh vực luật và cả kinh doanh. Chị Minh hiện nay đang có một cái business của riêng mình về cái sức khỏe tinh thần. Diễn giả thứ ba đó là chị Mai Thuận An. Chị Mai Thuận An thì được nhận học bổng của trường Central European University, tạm dịch là Đại học Trung Âu. Và tháng 8 vừa rồi thì chị mới bay đến Áo để bắt đầu cái quá trình học tập của mình. Diễn giả thứ tư là chị Đào Phạm Việt Mỹ, là một du học sinh của trường Tilburg University Hà Lan, và sau cái quá trình học tập của mình thì chị Mỹ cũng đã có những cái trải nghiệm hết sức là thú vị ở hơn 10 quốc gia khác nhau. Diễn giả thứ năm đó là anh Nguyễn Viết Trung. Anh Trung thì là người được nhận học bổng Orange Tulip Scholarship Award năm 2019-2020 cho lĩnh vực luật và học du học tại Hà Lan, tại trường Tilburg University. Sau khi trở về thì anh Trung có làm việc tại một trong những công ty luật quốc tế lớn nhất Việt Nam hiện nay, Baker McKenzie. Và mình mong là sau những chia sẻ của năm diễn giả hôm nay thì chúng ta sẽ có cái nhìn phong phú hơn về cái việc học tập, sinh sống và làm việc ở các nước ở châu Âu. Và không để mất thời gian thêm nữa thì mình xin bắt đầu phần 1 là về trải nghiệm sinh sống và làm việc ở các quốc gia châu Âu với hai diễn giả là chị Thu và chị My. Đầu tiên thì chị Thu và chị My sẽ có những cái chia sẻ ngắn về trải nghiệm của các chị ở những cái quốc gia mà các chị đã từng đặt chân đến. Và sau đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần Q&A cho phần 1. Em xin nhường lời lại cho chị Thu trước được ạ. Cảm ơn Uyên rất là nhiều đã tổ chức cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì mình thì cũng đã ở Thụy Điển đến nay là hơn 8 năm rồi.
và mình có thể chia sẻ một chút về cuộc sống bên này. Mình chắc là cũng nhiều bạn, không biết là bạn đã đọc những bài báo về cái cuộc sống ở Bắc Âu chưa? Thực ra thì cũng khá nhiều, thường là họ hay mô tả là cuộc sống rất là yên bình, rất là gần gũi với thiên nhiên, và mình nghĩ là cái đấy khá là đúng. Bởi vì nó là cái đầu tiên, vì đấy là mình sống ở Stockholm, là thủ đô một mình, nó trong các nước ở Bắc Âu thì đây là thủ đô lớn nhất, và Thụy Điển cũng là nước mà đông dân và lớn nhất ở Bắc Âu. Thì nói chung là cuộc sống, cái nếp sống rất là khác, nó rất là yên bình. Và một điều mình cũng phải nói luôn là khi mà nói chuyện về việc chia sẻ cái cuộc sống ở các nước ấy, thì các bạn cũng phải nhớ rằng là nhiều khi mình cùng một quốc gia như thế cũng phải tùy cái tính cách của mình mà mình sẽ phù hợp với cuộc sống ở đâu. Cho nên là nhiều khi có thể là các bạn nghe về tả cuộc sống ở này nơi kia, nhưng mà cũng phải nhớ rằng là nó phải hợp mình đã thì mình mới thích được đó. Thì đối với mình thì mình rất là thích cuộc sống ở đây, bởi vì nó rất là yên bình. Thủ đô ở giữa thành phố lớn, nhưng mà chỉ cần vài bước chân là có thể bạn phải ra những khu công viên rồi hồ nước, và công viên hồ nước đấy rất là lớn, nó không phải là công viên nhỏ nhỏ như mình, mà là thực sự nó là những khu gọi là nature reservation đó, tức là mình không biết về tiếng tự, nó là khu bảo tồn thiên nhiên luôn ở đây. Thì rất là gần trong thành phố, thì đấy là cuộc sống mình về cái cuộc sống nó gần gũi với thiên nhiên, và lúc nào cũng rất là dễ thở. Chắc là một phần bởi vì cái mật độ dân số thì cũng rất là thấp, nếu mà so với Việt Nam chẳng hạn. Như là ở Stockholm thì Thụy Điển là có 10 triệu dân, và Stockholm thì có 2 triệu, mà bạn tính cả cái khu nó gọi là khu metropolitan của thành phố, nhưng mà nếu mà chỉ trong thành phố không thì khoảng 1 triệu người. Tức là thực ra, và như thế đối với dân Thụy Điển rất là đông rồi. Nhiều người đã nói rằng là ở Stockholm rất là stress, rất là đông đúc, và mình thì bảo là thế à, nhưng thực ra thì ở đây gần dần quen thì cũng sẽ có cảm giác như vậy. Thì nói chung về cuộc sống, mà mình nghĩ là cái điểm mà mình thích nhất khi mà mình sống và làm việc ở đây ấy, thì ở Thụy Điển là một nước mà mình có thể nói thẳng luôn là nếu mà bạn muốn giàu, muốn kiếm được thật nhiều tiền ấy, thì đây không phải nước ở đi. Vì nói đơn giản là rất nhiều ngành nghề, như là ví dụ kỹ sư về công nghệ thông tin chẳng hạn, là một ngành rất là hot. Ở Thụy Điển cũng rất là hot, vì Thụy Điển là một trong những nước dẫn đầu về số lượng các công ty công nghệ thông tin và các start-up, và các start-up rất thành công nữa. Thì họ rất là mạnh về công nghệ thông tin. Nó là người ta cũng gọi là một dạng Silicon Valley ở châu Âu đó. Nhưng có điều là nếu mà bạn so mức lương ấy, cùng một ngành nghề, thì ở một nước như là Thụy Điển nó sẽ thấp hơn so với cả Mỹ. Chắc đấy là điều chắc chắn luôn. Mặc dù mức sống rất là cao, nhưng mà đấy cái lý do là bởi vì đây thuế rất là cao, mức thuế ở Thụy Điển khá là cao. Chính vì thế nên là tuy mà mức lương không phải là cao so với các nước khác như là Mỹ, nhưng mà thực chất thì cuộc chất lượng sống lại rất là cao. Cái bởi vì có khá nhiều cái phúc lợi xã hội, như là đi học là miễn phí này, hoặc là đi học miễn phí, hoặc là được nghỉ cái kỳ, tức là họ có, tóm lại là gì nhá, tức là các dịch vụ xã hội, dịch vụ công của họ rất là tốt và rất là rẻ. Cho nên là thực chất thì mình không cần thiết phải có mức lương quá cao, nhưng mà đấy là một cái điều phải nói luôn là nếu mà muốn thật sự là muốn, người ta gọi là tích lũy tư bản để sau này đi về nghỉ hưu sớm, thì chắc là Thụy Điển không phải nước nên làm. Nhưng mà nếu mà bạn muốn hướng tới một cái cuộc sống về, nó gọi là gì nhỉ, người ta hay, người Thụy Điển thì họ rất tự hào về cái họ gọi là work life balance, cân bằng giữa cuộc sống và đi làm. Thì thực ra bên này rất là hiếm khi bạn thấy là các công sở còn đầy người làm, không phải là hiếm hẳn, nhưng mà tùy công ty thôi, nhưng phần nhiều không có chuyện là ngồi quá lâu đến tận 7 giờ, 8 giờ tối. Thật sự là 6 giờ tối là mình là không còn ai, thực sự là các văn phòng đã gần như là trống hết rồi. Trên công ty mình thì mình thấy 4 giờ, 4 rưỡi là mọi người đã lục tục đi về. Lý do vì bên này thì chỉ ví dụ như là nhà trẻ, nhà gửi trẻ đó, họ cũng chỉ cho gửi đến 4 giờ, 4 rưỡi. Thế cái chuyện mà gia đình mà có con nhỏ thì họ cũng đi về sớm thôi. Họ về họ đón con, nhưng mà có thể nếu mà cần phải làm tiếp thì họ về vẫn họ làm nốt. Bởi vì bên này nói chung là cái cách quản lý công ty, công việc ấy, người ta chú trọng hơn về cái kết quả lao động của các bạn, là cái thành quả, cái kết quả các bạn làm được, chứ nó không quá nhiều về cái chuyện là kiểm tra check in giờ mấy giờ vào và mấy giờ quẹt thẻ đi ra, kiểu như thế. Và như bản thân mình thì mình từ trước khi Covid thì mình cũng đã làm ở nhà khoảng độ work from home khoảng 3 ngày một tuần, tâm mình chỉ đến văn phòng có 1-2 ngày một tuần thôi, thực sự là thế. Bởi vì hồi đấy văn phòng của mình nó cũng nằm cái vị trí hơi khó đi ấy. Và cái tính chất công việc thì mình cảm thấy là mình làm việc dễ tập trung hơn khi mình làm ở nhà chẳng hạn như thế. Thì đấy là cái chuyện mà bên này khá là phổ biến. Khi các công ty trước cả khi Covid xảy ra thì các công ty đã khuyến khích nhân viên là nếu mà cần cảm thấy làm ở nhà hiệu quả hơn thì mình phải làm ở nhà, không cần thiết phải đi. Vì họ quan điểm là
ví dụ như đỡ như bảo vệ môi trường chẳng hạn này, không phải đi tàu xe nhiều đến nơi làm việc này đó. Thì và đặc biệt là cái chuyện không, tức là họ rất quan trọng chuyện là đến giờ nghỉ là phải nghỉ, và cuối tuần là cuối tuần, chứ không có chuyện là liên hô hào gửi nhân viên email vào lúc nửa đêm ngày thứ sáu để cho nhân viên phải làm qua cả cuối tuần như thế được đó. Và bản thân thực ra thì bởi vì bản thân người Thụy Điển chính vì thế nó tạo thành cái văn hóa đó, tức là công ty của bạn mà ép nhân viên theo kiểu làm việc stress như thế thì bản thân bạn cũng sẽ không tuyển được người đâu. Nên là nó thành một cái standard ở bên này rồi, thì cái đấy là mình khá là thích. Tức là công việc thì mình, đối với mình thì mình thấy mình có được công việc tốt này, lương rất là tốt ở bên này, nhưng mà cảm thấy nó không phải quá là stress, không phải là ngày 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 đêm. Còn tất nhiên là mình nghĩ là nếu mà góc độ công ty luật thì mình cũng biết là các bạn công ty luật thì mình đoán là đâu cũng thấy associate thì vẫn là cũng phải làm rất là nhiều. Nhưng bạn với bạn bè mình làm law firm thì tất nhiên cái mức độ họ sẽ nhiều hơn, họ phải bạn mình phải vào sớm hơn một chút này, và có những ngày phải về muộn, nhưng nói chung là không bao giờ là quá triền miên cả. Vì cả một tuần thì chắc cũng chỉ có cùng lắm chỉ có một hai hôm là ở lại muộn một chút. Còn nói nhưng mà nhìn chung là vẫn có thể thấy vẫn mọi người vẫn có thể là hưởng thụ cuộc sống ấy. Và ngoài ra thì bên này có chính sách về ngày nghỉ rất là tốt, chẳng hạn như ngày mình là mình được nghỉ 30 ngày trong một năm, mà 30 ngày và được trả lương. Mà 30 ngày này không phải 30 ngày tính theo ngày lịch đâu, mà 30 ngày đi làm có nghĩa là 6 tuần. Vì 5 ngày một tuần là 6 tuần, 6 tuần bạn được nghỉ. Nên các bạn có thấy nhiều khi hồi Việt Nam thì các bạn Tây ở bên mấy nước Bắc Âu đó sang đi đi du lịch bụi cả tháng rồi đó, vì lý do là các bạn ấy thực ra là không cần phải bỏ việc để đi du lịch bụi 1-2 tháng đâu, vì các bạn ấy có ngày nghỉ. Chính vì thế thì, và khi đã ngày nghỉ thì cái chuyện mà nghỉ một lèo như thế là chuyện rất là bình thường, vì trong luật của Thụy Điển, luật lao động của Thụy Điển nó bảo vệ quyền lợi người lao động rất là chặt. Cho nên là tức là phải được theo luật thì phải được tối thiểu 20 ngày, tức là 4 tuần nghỉ. Và luật cũng quy định là trong thời gian từ tháng 6 đến từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 8 hàng năm, nếu nhân viên có nhu cầu nghỉ liền tù tì 4 tuần, công ty không được phép từ chối. Bởi vì đấy sẽ là vi phạm luật lao động. Tức là nếu mà bạn có muốn nghỉ 4 tuần trong cái thời gian từ 15 tháng 6 đến 15 tháng 8, không ai được quyền từ chối cả. Và cái đấy thì nó khá là hay để như thế để cho chủ lao động không thể nào ép nhân viên đi làm thêm cái ngoài cái giờ, hoặc là không để cho chủ lao động có thể ép nhân viên là từ chối, không cho nhân viên đi nghỉ được. Thì cái đấy thì mình nghĩ là luật bảo vệ bên lao động bên này rất là tốt. Thì do đó thì nhìn chung là, nhưng làm chẳng hạn như có một câu chuyện ở công ty mình là sếp của mình, thì sếp đây là sếp của sếp mình là director của legal director của khu vực toàn bộ châu Âu. Thì bà có một lần kể bán người Thụy Điển và kể một chuyện là có một ông đồng nghiệp cũng là legal, cũng là một director khác mà khác ngồi ở Phần Lan. Thì Phần Lan thì chính sách nó cũng Bắc Âu thì khá là tương tự nhau về chính sách nghỉ dài ngày. Thì nhưng mà sếp general counsel thì là Mỹ, vì tập đoàn Mỹ. Thì chị bà mới kể một lần là ôi một lần ông General Counsel nhắn tin hỏi tao: mày ơi, thằng kia tức là ông ở bên Phần Lan đó, nó vừa gửi request xin nghỉ 4 tuần, cái này có bình thường không mày? Tức là ông kia là gửi cái request trên hệ thống là 4 tuần luôn á. Nhưng mà ông General Counsel thì cũng biết một chút về vấn đề văn hóa ở bên châu Âu này, và cũng nhiều khi là cũng về luật nữa, không thể nào từ chối được họ. Nên là tức hỏi: mày ơi, Mikkel gửi cho ta yêu cầu nghỉ 4 tuần, cái này có bình thường ở Thụy Điển không? Thì báo vào cái này là bình thường à, không từ chối được đâu. Đó là như thế. Cho nên mặc dù ông kia là vị trí, ông bác kia ở Phần Lan là cái vị trí rất là to, bác ấy mà nghỉ là cũng phải tìm người thay thế. Tức là nhưng mà bên này rất là bình thường cái chuyện đến mùa hè là mọi người nghỉ dài, và có người này vào sẽ thay thế làm tạm cho người kia, thay giúp đỡ cho người kia. Thì cái đấy rất là bình thường, tức là người ta không từ chối mình nghỉ vì những lý do như vậy. Và nếu mà các bạn lập gia đình ấy, thì bên này có chính sách phúc lợi xã hội cho nghỉ thai sản, gọi là mình không biết gọi là nghỉ thai sản không đúng, vì nó gọi là parental leave, tức là nó bao gồm cho cả cha và mẹ là 480 ngày nghỉ cho cả cha và mẹ. Trong đó thì mỗi người được 90 ngày không được phép chuyển cho người còn lại. Và nếu bạn không nghỉ 90 ngày đó thì bạn mất. Cái này áp dụng cho cả cha lẫn mẹ, là cha mà không nghỉ 90 ngày là mất luôn ngày đó. Thì 90 ngày là 3 tháng rồi đó, thì tổng cộng hai người sẽ được 480 ngày, trong đó có 180 ngày là hai người bắt buộc phải tự lấy và không được chia, phần còn lại thì có thể tùy hứng chia nhau. Và những cái chính sách như thế nó mình nghĩ là ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, chẳng hạn như là bạn mà trong cái lứa tuổi mà không bao giờ có chuyện phân biệt là vì mình là phụ nữ, mình 20 mấy tuổi, 27, 28 tuổi là sắp đến tuổi sinh đẻ thì đi xin việc người ta từ chối mình đâu. Bởi vì thực ra bạn có tuyển nam hay nữ thì người ta vẫn sẽ nghỉ xin nghỉ, người ta vẫn sẽ nghỉ parental leave thôi. Nên là nói chung là mình thấy cuộc sống ở đây về vấn đề về cuộc sống đi làm và tức là một cái sự work life balance ấy, thì nó rất là tốt. Chắc là vì thế mình cũng chỉ thích làm ở đây thôi, chứ cũng không muốn. Và cũng nhiều đội của mình là từ nước khác sang Thụy Điển làm, như bạn mình có bạn mình người Việt Nam mà làm một công ty Big Four ở Mỹ,
và được sang bên và sang bên này làm. Ban đầu thì kêu là chán là buồn, nhưng về sau bây giờ thì thôi em không về nữa. Mặc dù bạn là người Việt Nam, hồi ở Mỹ là bạn kiếm được nhiều tiền hơn vì vấn đề lương, bên này thuế cao nên thực sự thì bên này thì bạn sẽ kiếm ít hơn một chút đó. Nên là đó là mình cũng muốn chia sẻ là ở đây này, mình thấy cuộc sống bên này ban đầu có nhiều người sẽ cảm thấy nó rất là buồn, là thấy là ôi tại sao lại như thế, nhưng mà ở lâu mà biết được tại sao thì lại thấy rất là thực sự là mình không thể ai muốn đi hết đó. Thì mình cũng muốn, mình cũng không muốn nói quá nhiều để dành thời gian cho các bạn khác nữa. Vâng, em cảm ơn chia sẻ rất thú vị của chị Thu. Và bây giờ em xin mời chị My có những cái chia sẻ của bản thân về quá trình sinh sống và làm việc tại Tây Ban Nha, cũng như là một số những cái trải nghiệm của chị cho ở những cái quốc gia trước đây chị từng đến, được không ạ? Cảm ơn Uyên, cảm ơn anh Hiếu và ban tổ chức đã tổ chức một cái buổi gặp mặt ở trên Zoom rất là thú vị như thế này. Thực sự là chắc là cũng phải đến 5 đến 6 năm rồi thì mình mới có cơ hội được chia sẻ ở trong một cái buổi họp của GS. Vì giới thiệu mọi người là mình là GS 2011, tức là năm nay là kỷ niệm 10 năm rồi ạ. Cho nên là có sự khác biệt thế hệ. Mình là GS đời đầu rồi. Và cái lần cuối mà mình nhớ là mình chia sẻ những kinh nghiệm luật là chắc là cũng cái đây 5, 6 năm trước khi mà mình đi khỏi Việt Nam và sang Bồ Đào Nha để du học. Thế thì cái câu hỏi đầu tiên khi mà mọi người biết mình đi sang Bồ Đào Nha cũng như là Tây Ban Nha thì cũng giống như Uyên vừa hỏi đấy, là tại sao chị lại chọn hai cái nước đó? Vì là người Việt Nam thì thường họ chỉ biết đến Anh, Úc, Mỹ, Australia thôi, hoặc là Pháp, Đức đó. Thế tại sao lại đi hai cái đất nước mà nhiều khi nhiều người còn đang nhầm lẫn là không biết là Bồ Đào Nha nó ở đâu trên bản đồ, nhầm giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cơ? Thực sự là như thế. Thế tại sao lại chọn? Thế thì cái câu chuyện của mình thì cũng rất là dài, nhưng mà trước khi mà mình chia sẻ về cuộc sống Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha thì cũng rất là đồng cảm với những cái điều mà chị Thu vừa chia sẻ. Thứ nhất là về cái thu nhập ấy. Đấy, thì đúng rằng là tại sao mà người Việt lại thích đi Mỹ ạ? Tại sao lại thích đi Úc, đi Anh? Bởi vì Mỹ, Úc, ở Anh dù bạn có làm lao động chân tay thì cũng có thể thu nhập gần bằng mức lương làm văn phòng ở châu rồi ạ. Đó, cho nên là tại sao người Việt lại chọn những nước đó là đều có lý của họ đấy ạ, chứ không phải là họ không biết đến những cái nước châu Âu. Thì thứ nhất là Mỹ, Úc, Anh là những cái đất nước mà nói tiếng Anh, và khi mà đi một cái đất nước nói tiếng Anh và mình biết tiếng Anh rồi thì bao giờ nó cũng dễ dàng hơn. Đối với Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha là hai quốc gia mà họ không sử dụng tiếng Anh. Đó, thực sự là ở châu Âu thì ngoài nước Anh ra thì phải nói với các bạn rằng là các quốc gia khác họ đều có tiếng của họ hết. Còn cái trình độ tiếng Anh như thế nào thì còn tùy thuộc. Ví dụ như ở bên Bắc Âu, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển là cái khối mà nói tiếng Anh tốt nhất ở châu Âu. Đó. Thế còn sau đấy thì kể cả Pháp, Đức, các bạn thấy họ cũng nói tiếng Anh, nhưng họ cũng dùng tiếng bản địa của họ rất là nhiều. Và đến cái khối Nam Âu, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Hy Lạp, cái đất nước ở bên Địa Trung Hải đó, thì họ gần như là không sử dụng tiếng Anh ạ. Đấy, cho nên là đấy là một cái rào cản rất rất lớn khi mà không phải chỉ mỗi người Việt Nam không, mà người châu Á nói chung, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, khi mà họ chọn một cái đất nước để đi định cư thì họ sẽ chọn những nước nói tiếng Anh, nghĩa là rào cản về ngôn ngữ, ít nhất là mình chỉ học mỗi tiếng Anh thôi chứ không phải học thêm một tiếng nữa. Và thứ hai rằng là những cái quốc gia phát triển như là Anh, Úc, Mỹ thì cái chính sách nhập cư nó thoáng hơn và cái cơ hội nghề nghiệp nó cao hơn, cũng như cái cộng đồng người bản xứ. Ví dụ như ở bên Mỹ có hàng triệu người Việt, đúng không ạ? Anh, Pháp cũng như vậy, hay bên Úc cũng thế, thì cái sự hỗ trợ lẫn nhau nó sẽ dễ hơn. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại câu chuyện tại sao mình đi Tây Ban Nha rồi nha. Trước kia thì như là Uyên đã giới thiệu thì mình đã làm việc trong khá là nhiều công ty luật, cũng như là mình chủ yếu thì làm pháp chế, chắc là khác với các bạn ở đây. Khi mà bắt đầu cái công việc nghề luật ở Việt Nam thì mình lại không chọn law firm mà mình lại làm pháp chế. Mình làm law firm khoảng độ mấy năm học đại học, làm part time, sau đó làm thêm một vài năm và sau đó mình bước chân vào pháp chế. Thì lúc đầu thì mình làm một công ty công nghệ thông tin và sau đó thì làm một công ty du lịch. Thì khi mà mình làm pháp chế cho công ty du lịch thì mình thực sự là rất 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 là đam mê du lịch, và mình làm cùng với các phòng ban, các anh chị làm sale, làm marketing, nhân sự, tài chính, thì bọn mình được đi rất là nhiều, trải nghiệm rất là nhiều cái khách sạn, resort của công ty.
ở trong nước cũng như là ở các nước Đông Nam Á, và mình rất là ngưỡng mộ anh sếp của mình. Anh sếp của mình là cũng là một trong những người nổi tiếng trong lĩnh vực du lịch, và anh ấy đã học y nhưng mà lại chuyển qua làm du lịch. Thế thì từ cái nguồn cảm hứng đó thì mình đã quyết định là mình muốn đi học du lịch, và mình muốn đi du lịch châu Âu, muốn có một cái cơ hội để đi du lịch châu Âu trong khoảng một năm thôi rồi về cũng được. Thế thì lúc mà mình tìm các cái trường ở châu Âu thì rất là khó với cái bằng đại học luật của mình để mà họ chấp nhận cho mình đi học du lịch, vì mình không có biết gì về du lịch cả, chưa kể để nói đến câu chuyện về tiếng, về ngôn ngữ thì không có ai chấp nhận cả. Thì có đúng một trường đại học ở Bồ Đào Nha là chấp nhận cho mình là đi học master về du lịch với cái bằng đại học luật của mình. Ok, mình sẽ đi Bồ Đào Nha, trong khi là ở Việt Nam lúc đấy là chắc là mình lên cái diễn đàn nhóm cộng đồng người Việt ở Bồ Đào Nha đếm chắc dưới 10 người Việt ở Bồ Đào Nha, không có ai có thông tin, không có ai biết gì để chia sẻ cho mình. Chứ không phải dễ như anh Mỹ là bạn lên Facebook, bạn search đi nhóm người Việt đúng không ạ? Ra bạn hỏi tất cả vé máy bay mua nào, thuê nhà ra sao, đi siêu thị thế nào, mua đồ Việt ở đâu, tất cả đều có hết đúng không ạ? Nhưng mà sang thì mình không có một cái gì cả. Nhưng mà bản thân mình, cái tính cách của mình thì mình luôn luôn muốn đi cái con đường mà ít người chọn và có những cái khám phá mới. Thì mình cũng không ngại rủi ro, bởi vì nếu mà đi sang mà mình không thích thì mình đi về thôi, không vấn đề gì cả. Coi như là một năm gap year đó, kiểu như vậy. Thế thì khi mà mình sang đến Bồ Đào Nha thì thực sự là mình bị sốc văn hóa. Tại sao ạ? Bởi vì là mình đang ở Hà Nội và trước đấy mình có làm việc ở Sài Gòn, mỗi thành phố là 10 triệu dân đúng không ạ? Đấy thì sang bên Bồ Đào Nha thì giống như là chị Thu vừa nói đấy, tức là cây cối nhiều hơn một người. Tức là một ngày là trên phố là không ai đi ngoài đường luôn, đếm không đến 10 người đi ngoài đường. Thì bạn hiểu là cái sự sốc giữa cái việc là đi giữa cái con đường tắc đường ở Hà Nội, ở Khâm Thiên hay là ở Chùa Bộc như thế hàng ngày trong suốt 25 năm, và sang một cái đất nước mà một ngày chỉ có 2-3 người đi ngoài đường, thì thực sự là không thể diễn tả nổi. Đấy, nói thế thì chắc các bạn đã hiểu rồi. Thế thì khi mà mình cố gắng mình học thôi, bởi vì mình cũng đã đăng ký mình học du lịch rồi, và mình ngoài cái việc học, bởi vì cái việc học nó cũng rất là nhàn, học đại học ở đây nó cũng không ai điểm danh, rồi cũng không ai kiểm tra cả, tất cả các thứ làm bài tập ở nhà gửi cho thầy cô, thì mình tranh thủ để mình đi du lịch rất là nhiều. Thì tại sao? Bởi vì ở châu Âu thì nó có cái visa transit, thì các bạn biết rồi, thì có thể đi khắp 27 nước châu Âu và có thể đi chơi một vài ngày rồi cuối tuần, rồi đi lên núi, rồi đi xuống biển, đi gặp bạn bè, và nói chung là đi lại rất là dễ, cũng giống như là ở Việt Nam mình đi Thái Lan, đi Singapore, Mã Lai vậy đó. Thì vì cái thời gian rất là nhiều cho nên, và mình cũng nghĩ rằng là thì có khi mình sẽ đi về mất thì thôi tranh thủ đi chơi. Thế chủ yếu là mình đi chơi nhiều hơn đi học. Với cả hơn nữa là du lịch thì nó cũng không phải là một cái ngành mà mình phải đào sâu suy nghĩ hay là quá academic giống như là anh Hiếu học ở luật. Thế cho nên là mình cũng đi chơi nhiều hơn đấy. Thế thì sau đấy thì cái câu chuyện mà đến với Tây Ban Nha thì đấy là một cái câu chuyện cá nhân của mình thôi. Tức là lúc đấy thì là mình có gặp chồng là người Tây Ban Nha, thế là quyết định là sẽ đến Barcelona để sống. Thế nói đến Barcelona thì mọi người chỉ nghĩ có Messi, có đá bóng thôi, chả ai nghĩ là sang đấy làm nghề gì hay là học cái gì ở cái đất nước đấy hay là một cái thành phố đấy cả. Thế thì khi mà đến Barcelona thì lại có một cú sốc nữa với mình. Đấy, rất là nhiều khó khăn. Tức là cái đất nước này họ không nói tiếng Anh. Thì họ không phải nói là nói kém hơn Việt Nam, thì mình xin thừa nhận là họ nói tiếng Anh kém hơn Việt Nam thật. Tức là trong khách sạn thì họ cũng chỉ nói một vài câu hello how are you rồi 1, 2, 3, 4, 5 thôi, chứ còn thực sự là ví dụ chỉ đường cũng không nói được bằng tiếng Anh đâu. Đấy, kém hơn Việt Nam. Thế thì mình rất là sốc, bởi vì bây giờ nếu không biết tiếng làm sao xin việc ạ, làm sao mà làm quen với ai, làm sao mà có được cái cuộc sống ở đây được. Thế là mình lại phải học tiếng, mà hơn nữa là không phải chỉ mỗi học tiếng Tây Ban Nha mà cái vùng của mình họ lại còn nói tiếng địa phương nữa, tiếng Catalan thì bạn tưởng tượng giống như là tiếng Sài Gòn ấy đấy, tức là ngoài học tiếng Việt ra còn học tiếng Sài Gòn nữa, mà tất nhiên tiếng Sài Gòn nó cũng hơi khác tiếng Việt đấy chứ đúng không ạ, cũng không phải dễ đâu để mà nói được tiếng Sài Gòn đấy ở người Hà Nội đúng không ạ. Thì đấy, tóm lại là mình mất 2 năm để bắt đầu học tiếng rồi đi. Mình bắt đầu từ con số 0. Có một cái điều mà ở trong cái câu hỏi của Uyên có hỏi là cái khó khăn thuận lợi như thế nào ở châu, thì cái đầu tiên khi mà các bạn đi sang nước ngoài đấy là các bạn phải bỏ cái tôi của mình đi. Tức là ở Việt Nam các bạn có thể là senior associate, các bạn có thể là giám đốc pháp chế hay là bất kỳ một cái vị trí gì. Nhưng mà ở nước ngoài, ở nơi đất khách quê người thì bạn chỉ là con số 0 tròn chỉnh thôi. Đúng không ạ? Là bạn phải bắt đầu lại từ
từ từ ngôn ngữ này, bạn phải bắt đầu làm quen dần với các bạn này, cái cuộc sống văn hóa này, rồi bạn phải tạo ra những mối quan hệ mới, rồi bạn phải đi học, rồi bạn phải xin việc, tất cả mọi thứ đều là số không hết, thì bạn phải bỏ đi cái tôi của mình ở Việt Nam thì bạn mới có thể hòa nhập được, chứ không phải nghĩ là à tôi luật sư thì tôi phải làm những công việc này, hay là tôi phải làm cái kiểu như là cái tầng lớp và cái loại công việc mà tôi theo cái ngang cái hàng và cái học vị của tôi, không, mình phải bỏ đi hết. Nhiều khi ví dụ như là mình đi du học mình cũng phải đi rửa bát, hay là mình cũng phải đi làm nail, hay là đi làm thêm những công việc đấy, thì cái chuyện đấy cũng rất là bình thường thôi, thì không có vấn đề gì cả. Và hơn nữa là mình phải chấp nhận rằng là mình đến từ một quốc gia, ở bên này họ không biết Việt Nam ở đâu đâu, cũng giống như là ở Việt Nam mọi người không biết nhiều về Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, thì ở đây họ cũng không biết nhiều về Việt Nam, họ cũng nghĩ là mình giống Trung Quốc, nó ra ngoài đường họ vẫn chào mình nghĩ hảo giống như Trung Quốc, thì mình phải bỏ hết những cái mặc cảm đấy hết những cái gọi là suy nghĩ trong đầu ra, để mình ăn uống với họ, mình giao tiếp với họ, mình giải thích cho họ Việt Nam là có văn hóa, truyền thống lịch sử như nào, rồi Việt Nam khác Trung Quốc như nào đó, tất cả những cái đó thì nó mất một quá trình rất rất là lâu. Và sau đấy thì mình đã làm việc, cái công việc đầu tiên là mình bắt đầu làm cho một cái tập đoàn định cư đa quốc gia, nhưng mà họ có văn phòng ở Trung Quốc, bởi vì là chủ yếu khách là khách Trung Quốc, thì họ có cái chương trình là định cư tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, thế thì mình đã làm việc cho họ trong khoảng độ 3 năm, và mình cũng đã hỗ trợ rất là nhiều người Việt cũng như là người Trung Quốc, thì bắt đầu từ làm việc ở đó thì mình bắt đầu học tiếng Trung Quốc nữa. Thì có một cái thuận lợi là mình cũng là một người yêu ngôn ngữ, cho nên là mình cũng cố gắng để học rất rất là nhiều thứ tiếng cùng một lúc, mặc dù nó rất là khó nhưng mà chấp nhận thôi, vì đấy là cái duy nhất, để cái chìa khóa duy nhất để mình có thể vào được cái hội nhập được vào cái cuộc sống này. Thế thì sau khi mà làm cho tập đoàn Trung Quốc được khoảng 3 năm thì mình có tách ra riêng và mình lập một cái công ty riêng về định cư. Thì mình vẫn làm định cư hai chiều, tức là người Việt Nam ở Việt Nam muốn sang du lịch định cư ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, hoặc là có cả người bản xứ ở đây. Mặc dù họ không biết nhiều về Việt Nam nhưng bắt đầu hình ảnh Việt Nam bắt đầu dần dần tăng lên trước Covid theo cái những cái chương trình du lịch. Đi sang Việt Nam tham quan thì mọi người bắt đầu biết nhiều về Việt Nam hơn, và bây giờ cũng có rất là nhiều người muốn sang châu Á để học tập, sinh sống, làm việc, giống như các bạn muốn đi châu Âu vậy đó. Bây giờ ở châu Âu người ta cũng có rất nhiều người, người ta nhìn hướng về phương Đông, người ta thấy là cái tiềm năng phát triển của châu Á rất là lớn, và cái triển vọng cũng như là về kinh doanh rồi là dân số trẻ là những cái điều kiện thuận lợi mà khiến cho rất là nhiều người châu Âu bây giờ người ta cũng muốn sang châu Á làm việc. Hơn nữa thì hiện tại thì có một cái khối lượng rất là lớn những công ty startup, giống như là bên chị Thu thì Barcelona cũng là một trong những cái startup hub của châu Âu, và họ có đến hàng nghìn công ty công nghệ thông tin với một cái lượng dân IT digital nomad rất là nhiều. Và các bạn digital nomad thì hay gọi là du mục kỹ thuật số, không biết là gì, cái tiếng Việt là gì, thì các bạn ý là những người có thể ngồi làm việc ở bất cứ đâu, có thể ngồi ở Mỹ mà làm việc ở cho Tây Ban Nha, hay ngồi ở Việt Nam mà làm việc cho Pháp cũng được đó. Thì những cái người đó họ đang rất rất là muốn hướng về châu Á và muốn là có những cơ hội đi sang Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, những cái quốc gia đang phát triển. Thì mình làm trong cái mảng đó trước Covid, và do Covid thì là nó có bị ngừng trệ và có khó khăn, cho nên là mình đã mở thêm một cái trung tâm về yoga và chăm sóc và sức khỏe tinh thần thiền đó, như Uyên có nói trước. Thì hiện tại thì mình đang có hai cái business đó, và mình thì không có làm trong law firm, cũng như là không có làm trong công ty luật, cũng như không học luật. Thì lúc trước là cũng nói với Uyên là không biết là những cái kinh nghiệm mình chia sẻ có phù hợp với các bạn hôm nay không, các bạn có quan tâm không, hay là các bạn quan tâm đến việc xin học bổng và xin kinh nghiệm chọn trường, thì có lẽ chị Thu hay là các diễn giả khác thì có thể đưa cho các bạn những cái thông tin chính xác hơn. Nhưng mà mình thì giống như là một cô luật sư nhưng mà có business mindset, cho nên là nếu như mà các bạn nào muốn quan tâm đến làm business, hay là muốn biết là cái kinh nghiệm học tập và làm luật nó tốt cho business như thế nào, thì thực sự là mình có thể hoàn toàn chia sẻ. Bởi vì là chính vì cảm ơn là những cái kiến thức mà mình đã học luật ở Việt Nam, cũng như là những năm kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam, thì bây giờ mình hoàn toàn có thể đọc được những cái hợp đồng ở bên này, những cái điều khoản luật khai thuế như nào, và mình hoàn toàn tự làm được, tiết kiệm rất nhiều chi phí luật sư ở bên này. Mình không phải thuê luật sư, mình tự làm cho bản thân mình. Và thứ hai là
là mình cũng không bị người ta gọi là lừa gạt hay là đưa vào những cái điều khoản bẫy, đúng không ạ? Bởi vì là cái đấy mình đã học ở Việt Nam rồi, ở đâu nó cũng thế thôi, nó cũng sẽ có những cái nguyên lý, và ở đâu thì hai bên trong một cái hợp đồng họ cũng sẽ có những cái điều khoản bẫy thôi. Thế thì khi mà mình có những cái kinh nghiệm học và làm việc Việt Nam thực sự, cộng với cả cái ngôn ngữ mà mình có nữa, thì nó đã giúp cho cái công việc kinh doanh của mình rất rất là nhiều. Và đó là những điều mà mình muốn chia sẻ đó. Nếu mà các bạn có câu hỏi gì thêm thì rất là vui lòng được trao đổi với các bạn. Rồi, cảm ơn cả nhà. Vâng, em cảm ơn chị Thu, chị My đã có những cái chia sẻ hết sức là phong phú và rất là nhiều thông tin cho mọi người. Em có một câu hỏi với chị Thu về cái văn hóa ở Thụy Điển. Đấy ạ, hồi trước thì em được tặng một quyển sách, nó có tên là Lagom, văn hóa Thụy Điển. Em theo cái cuốn sách đấy thì em thấy là những cái chia sẻ của chị nó hết sức là giống với cả những cái nội dung trong cuốn sách đấy, đó về cái work life balance của Thụy Điển, hay là những cái văn hóa ở nơi công sở là sự tôn trọng riêng tư, hay là cái cuộc sống cá nhân của nhân viên, hay là như chị đã nói là cái chính sách mà maternity leave nó rất là thuận lợi cho cả nam lẫn nữ trong cái việc cân bằng cuộc sống cá nhân. Chị có thể cho em biết thêm một chút về văn hóa của Thụy Điển ngoài cái văn hóa Lagom hay là cái văn hóa work life balance đó được không ạ? Cái văn hóa nào mà chị thấy thích nhất khi ở đó? Cái từ Lagom thì trong tiếng Thụy Điển thì nó nghĩa là kiểu tức là không đủ, không thừa không thiếu, tức là mình gọi là vừa đủ đó. Thì thực ra thì mình cũng nghĩ ở hồi đầu mình sang Thụy Điển cũng hơi bực mình là cái bọn này suốt ngày lôi cái từ này ra để quảng cáo với đất nước của họ, nhưng càng ở lâu thì càng thấy là nó phản ánh rất là nhiều. Thực ra đúng là đấy là có thể nói, nếu mà gói gọn văn hóa trong một từ thì đúng là Lagom, bởi vì chắc là cũng là lý do tại sao mà lương không phải quá cao, mình có thể nói luôn. Thực ra bởi vì đối với người Thụy Điển thì họ không, thực ra rất nhiều người họ đi làm mà họ không có nhu cầu họ phải trở thành siêu giàu, cực kỳ giàu. Tất nhiên là người giàu Thụy Điển cũng rất là giàu, mình phải nói thật luôn. Ví dụ như là họ sở hữu cái tập đoàn cực kỳ lớn như là IKEA này, hoặc là Ericsson, hoặc là H&M, hoặc là Spotify, đều là những cái công ty rất là lớn của Thụy Điển, hoặc là những tập đoàn công nghiệp mà ít người biết đến nhưng mà thực ra rất là lớn, như là Alfa Laval là chuyên về máy các loại máy lọc nước, hoặc là Tetra Pak các bạn chắc biết rồi, các công ty mà đóng nộp hộp sữa đó. Tức là họ sang Thụy Điển mới nhận ra rằng là rất nhiều, thực ra là họ thống lĩnh khá nhiều trên kinh tế thế giới trong một đất nước rất nhỏ như vậy. Nhưng mà cái Lagom này thì đúng là cái văn hóa góc độ là kể cả như thế, kể những tập đoàn lớn như vậy nhá, nhưng mà nói chung là người dân họ, đối với họ thì họ không quan trọng việc kiếm được cực kỳ nhiều tiền bằng việc là kiếm được đủ để có cuộc sống ổn, cuộc sống tốt, và đồng thời vẫn có thời gian dành cho gia đình. Họ muốn làm việc và họ vẫn muốn có thời gian để hưởng thụ cuộc sống nữa, chứ không phải rằng là chỉ là ngày đêm làm việc. Mà thực sự là mình rất là phục họ, mình bảo là vì thời tiết bên này thì sự thật là không phải là quá dễ chịu gì, bởi vì ở đây là Bắc Âu cho nên là nó khá là mùa hè rất là đẹp, nhưng mà mùa đông thì rất là tối và lạnh. Chứ như là bây giờ thì vẫn chưa đến mức, nhưng mà chỉ trong khoảng độ một nửa tháng nữa thôi thì 4 giờ chiều là đã tối om rồi. Và ban phải buổi sáng phải đến 9 giờ sáng, như phía mình là 9 giờ sáng hoặc 10 sáng. Và đây là mình ở Stockholm thì nó cũng không hẳn là ở, nếu mà nhìn bản đồ Thụy Điển họ sẽ nằm ở phía đoạn thuộc miền như kiểu Nam Trung Bộ nhà mình ấy. Tức là không phải là miền Nam hẳn, nhưng mà sẽ là phía Nam của phần Trung Thụy Điển. Tức là nó rất là cách cực Bắc khá là dài, cho nên thời tiết vẫn còn được coi là dễ chịu. Bạn lên cực Bắc thì thật sự là cả ngày họ cũng sẽ, thì có đến mùa đông là mặt trời, mọi người hay đùa là đến mùa đông thì mặt trời lặn lúc tháng 10 và mọc trở lại lúc tháng 3 năm sau đó. cho nên đối với mình thì cái Lagom, cái văn hóa của họ đúng là cái gì cũng, tức là mình thấy nó phản ánh rất là nhiều. Và bản thân cái chuyện, cái chính sách xã hội tốt ấy cũng là khuyến khích mọi người có cái nếp sống như thế, và mình nghĩ là nó cũng phản ánh cái cách suy nghĩ con người bên này, chẳng hạn như là. Và mình cũng không biết là có phải là bởi vì cái suy nghĩ của họ, mình nghĩ cái quyển sách bạn nói, họ cũng quyển sách mình tiếng Việt Nam mình chưa đọc, nhưng mà mình đã được nghe về quyển sách đó rồi. Họ dịch là hạnh phúc là biết đủ. Tức là đúng là họ nhiều, tức là đúng là nhiều khi mình nghĩ là cái văn hóa này nó hơi khá giống quan niệm về Phật giáo của mình đó. Tức là theo kiểu là không
không được gì, phải tức là chỉ cần đủ thôi là hạnh phúc rồi. Và nói thật là bên này thì cuộc sống nó đúng là như thế. Đấy là cái văn hóa mình thấy hồi đầu mình sang, thật thật với bạn là mình rất là không thích, bởi vì ở Việt Nam thì mình cũng thấy là mình ở Việt Nam thì mình học hành mình rất là giỏi, học cũng giỏi, nhiều thành tích cao này, rồi thì đi làm mình rất là competitive này, rồi mình nói chung là mình vì cái môi trường văn hóa Việt Nam khiến cho các bạn phải thật sự là competitive, bởi vì nói đơn giản là bởi vì mình quá đông, mình gấp 10 lần dân số của họ mà. Nên là nói chung là một nước như Việt Nam mà mình muốn nổi bật thì mình phải competitive. Thì mình sang bên này mình thấy ôi dồi ôi sao mà chậm vậy ta. Đụng đến cái gì cũng là, tức là người ta có thể như là người ta làm việc họ cũng có vẻ như họ không bao giờ thấy họ bị xì chét hay họ vội vàng, nhưng mình là phải xong nhanh nhanh chóng chóng xong việc đi, thì họ cứ từ từ thôi à. Mà thực ra bản thân khi mình đi học bên này cũng buồn cười là chẳng hạn như bạn mà thi trượt thì bạn thi lại, mà bạn thi lại mà không mà trượt thì bạn sẽ re-register sang kỳ sau, thì sau thì không phải học lại nữa mà chỉ cần thi lại thôi. Nên có những người thi khoảng 5 lần mà đỗ một môn mà họ cũng bình thường. Nhưng mà thực sự thì bên này để thi được đỗ thì lại thực sự là phải biết thì mới đỗ được. Nhưng nói chung là không có một cái sức ép như vậy. Và mình nhớ không lầm thì học sinh cũng không có bài tập về nhà cho tận cấp 2, cuối cấp 2 mới có bài tập về nhà. Còn trước đấy thì không có bài tập về nhà luôn. Thì nhiều khi mình sang mình mà sang bên này mình cũng thấy rất là bức xúc, mình rất là bực mình tại sao lại chậm chạp như thế, vì mình quen cái nếp sống của Việt Nam ở Hà Nội rồi, lúc nào cũng là dồn dập rất là đông đúc đó. Thì ban đầu nó thật là cũng mất một thời gian mới thích nghi được, cái sau đấy thì khi đã quen mà biết cái nếp cách làm việc của họ rồi thì lại rất là dễ. Thực sự là nếu mình nói thật luôn, các bạn nào mà quen cái kiểu cập dập cái gì muốn nhanh và sang bên này mà đi làm cơ quan làm việc với cơ quan nhà nước là bên này là phát bực luôn, là vì họ là 4 giờ là họ đóng cửa à, có cố thế cũng không cố, mà cửa hàng mình vào là còn họ bắt đầu họ dọn rồi nha, mình mà đúng lúc mình vào đúng cái giờ đóng cửa 8 giờ là họ đang dọn thôi, là họ cũng ta không bán ở đâu. Trong khi kiểu bán nó cho mình đi thì không bán, nhưng không, họ phải nghỉ đó. Nhưng mà thực ra thì về sau mình thấy là chính vì cái cuộc sống của họ trọng cái work-life balance như vậy thì họ cái gì cũng chỉ cần đủ thôi, cho nên là bạn nó lại có một, mình cứ nghĩ là ô như thế thì đất nước nó rất là trì trệ, nhưng không hẳn như thế đâu. Chính vì vậy nên là họ lại rất là, họ có khả năng khi mà bạn có thời gian để bạn nghỉ ngơi và bạn có thời gian để dành cho bản thân ấy, thì thứ nhất là cái năng lực sáng tạo của bạn nó rất là lên, chắc rất là đúng, vì có thời gian để suy nghĩ, có thời gian có những cái ý tưởng. Và hai nữa là cái bạn cũng sẽ có năng lượng để làm việc. Cho nên bên này thì tuy là họ không làm việc dài nhưng họ làm việc rất rất là hiệu quả. Vì công ty mình thường là mọi người phải 9 giờ mới đủ mặt và 4 giờ thì đi về rồi, và riêng thứ sáu thì chỉ 3 giờ là không thấy ai nữa rồi. Nhiều khi là 3 giờ thứ sáu là hình như hay bọn mình hay đùa là sau 3 giờ thứ sáu thì đừng có gửi email, cũng chẳng ai trả lời đâu. Nhưng mà bởi vì rõ ràng thời gian rất là ngắn nhưng mà họ làm việc cực kỳ hiệu quả. Và một phần là rất là có trách nhiệm nữa, tức là đào ra việc là đúng được cái phần của mình. Cái đó là một cái điều mà ban đầu mình có thể nói là có một số cái yếu tố bạn có thể nghĩ, nhìn từ hai hướng. Ví dụ như khi mình sang thì thấy là giao việc xong thì việc ai nấy làm á, thì mình bảo sao lại thấy không thấy giúp đỡ nhau, sao lại việc ai nấy làm như vậy. Nhưng mình thì kiểu ô mình làm chưa xong mà có ai có, mình sẽ nghĩ là có cảm giác là họ rất là ích kỷ, họ chỉ lo đúng cái phần họ của họ thôi. Nhưng về sau thì mình mới hiểu là khi mà cả một xã hội họ vận hành như vậy, mỗi người đều rất có trách nhiệm với cái phần việc của họ. Và nhiều khi là họ cũng nói luôn là chuyện không phải của ta, tao không làm đâu, là việc của mày mày làm đó. Thì mình cũng thấy là ích kỷ đúng không? Mình nghĩ là mình phải đến từ cái đất nước, mình phải giúp đỡ nhau, nhưng thực ra không hề như thế. Chính vì họ rất là coi trọng cái trách nhiệm cá nhân, họ không giúp, cho nên chính vì thế lại năng suất rất là cao. Vì họ đã giao việc thì là mình có thể tin tưởng là người ta sẽ làm xong, người ta không có gây ra vấn đề gì hết, người ta sẽ làm xong đúng cái phần của người ta, chắc chắn là mình yên tâm được hơn. Tất nhiên là cũng có rất nhiều người như mình, người trẻ là họ cũng rất là nhiệt tình, họ muốn làm thêm, như mình cũng là một người mà mình thấy ok làm chưa đủ thì lấy thêm việc, xin thêm việc về mà làm. Thì cái này bên Thụy Điển cũng rất là nhiều người làm như vậy, cho nên là chính vì thế mình có cảm giác là có một số cái ban đầu mọi người Việt Nam xong bảo là tại sao cái đất nước này nó giàu được khi mà thấy dân tinh chả làm gì cả. Nhưng sự thật là họ đúng là họ không cần, họ hiểu được cái sự, mình cũng đọc được cái nghiên cứu khoa học, tức là nếu mà bạn nghỉ ngơi thì bao giờ cũng thấy thôi à, nghỉ ngơi thì có năng lượng để mình làm tiếp, mình sáng tạo hơn. Cho nên là không phải vì lý do tự nhiên mà đất nước này rất là người ta gọi là đất nước quê hương rất nhiều cái unicorn đấy, tức là cái startup triệu đô à, mình không biết cái khái niệm unicorn, chẳng như Spotify chẳng hạn này, hoặc là gần đây thì có ngân hàng Klarna là cái ngân hàng thông minh online thanh toán. Họ nghĩ ra cái phương án rất là những cái mình sang rồi nhiều, có những thứ mà mình mới bảo ủa sao họ thông minh, họ nghĩ ra vậy. Chẳng hạn như là bên mình là tuy là anh có thể ID nhưng mà khi mà bạn identify bản thân đó thì bạn chỉ cần có cái điện thoại, có một cái bấm gọi là bank ID, tức là dùng điện thoại kết nối với ngân hàng và cái số điện thoại của mình, và có thể đăng nhập, dùng cái đấy đăng nhập, và khi mà gọi đến các cơ quan, bạn có thể làm việc tất cả mọi thứ qua online. Khi bạn cần gọi sở thuế hoặc là gọi bên bảo hiểm xã hội hay những cái cơ quan nhà nước đó, thì nói chung là các nước họ sẽ yêu cầu bạn phải chia ID, đúng không? Và nên là bạn phải đến văn phòng, nhưng mà đây thì bạn có thể làm việc qua điện thoại, thậm chí bank cũng không cần phải đến văn phòng luôn, mà họ biết được bạn là ai bởi vì có cái bank ID đó, thì họ sẽ gửi một cái request, thì bạn vào cái điện thoại bạn bấm, bạn xác nhận là bạn, thì người ta sẽ biết là người ta nói chuyện với bạn, không cần thiết phải đến tận nơi.
Cho nên thực ra mình đến xong mình mới thấy là có nhiều cái ban đầu thì thấy cũng chẳng hiểu sao họ phải phức tạp làm vậy, nhưng về sau thì cũng nghĩ là xã hội rất là thông minh, xã hội rất là chẳng như mình. Chính vì thế nên là nó rất là, mình sang đây rồi thì nhiều khi mình cũng không nghĩ nhiều về ở đây lâu rồi, không nghĩ nhiều đến lúc sang nước khác rồi, tự dưng mới thấy là có nhiều cái mà Thụy Điển thật là tiện. Nhưng mình mấy năm nay là mình không có tiền mặt, trong túi mình không có một đồng tiền mặt nào luôn, bởi vì mình không không dùng tiền mặt nữa, bên này họ toàn là dùng thẻ thanh toán hoặc là các cái phần mềm thôi. Đó thì nói chung là mình nghĩ là muốn cái xã hội nó sáng tạo ấy thì cần phải có cái sự có cần cần phải có cái sự nghỉ ngơi như thế, và đây là một cái văn hóa của họ rất lâu đời rồi. Ở Thụy Điển thì người ta không quan trọng, người ta không tôn trọng bạn vì bạn giàu có, bạn đi xe xịn, bạn ở nhà sang, họ không tôn trọng cái chuyện như thế. Bản thân rất là nhiều người 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 giàu có ở đây, họ bạn bạn nhìn họ mà không biết đâu à, không bao giờ bên này bạn không thấy là mang túi hàng hiệu hay là phô trương hay gì ngoài đường đâu, kể cả ra những khu sang trọng nhất ở Stockholm. Xe xịn thì có mấy cái đó, nhưng mà xe bên này thuế cũng đắt lắm mà. cho nên thực ra thì cái cách họ tôn trọng người ta, họ tôn trọng bạn nhiều hơn khi mà bạn là người thể hiện là bạn có tri thức, bạn có trình độ, có năng lực. Mình thấy là đấy là một cái điều mà mình rất là thích ở xã hội như thế, bởi vì đối với họ thì cái mình nghĩ là họ đã quá cái ngưỡng mà coi vật chất là chuyện quan trọng rồi. Không bao giờ có chuyện là phải phải nhà phải thật sang hay đồ đạc phải thật đắt tiền, cái gì cũng phải hàng hiệu không. Cái nếp sống của họ nó rất là giản dị, kể cả với những người giàu rất là giàu thì nếp sống rất là giản dị. Chỉ cần đúng như bạn nó chỉ cần đủ thôi. Chỉ cần đủ và không cần không không phải dư thừa. Rất nhiều người giàu bên này rất là phổ biến chuyện là đi mua hàng second hand chẳng hạn. Có những người là họ cũng rất là nhiều tiền nhưng mà họ tất cả đồ đạc cũng gì họ mua chỉ mua second hand, bởi vì đấy là bảo vệ môi trường. Bên này thì thật sự là như mình ở nhiều cái nước thì coi việc đi mua hàng second hand là một cái chuyện là thế là chỉ có người nghèo hay là kiểu xấu hổ, không không phải xấu hổ nhưng mà ý là kiểu chuyện người nghèo mới làm phải đi mua đồ cũ, nhưng bên này thì lại là cái lối sống của họ rồi, kiểu như vậy đó. Cho nên là mình nghĩ là đấy là một cái điều mà thực sự là mình rất là thích khi mà ở đây càng lâu dài thì mình thấy cái nếp sống nó rất phù hợp với mình. Và cũng như mình nói từ đầu luôn là cái đấy không phải ai cũng hợp, mình có thể nói thật luôn là có những người là sang đây là không thích đâu, cho nên là cũng phải suy nghĩ. Nhưng mà nói chung là mình Bắc Âu là một đất nước mà ở Thụy Điển là nước rất là hào phóng và yên bình, thì thậm chí là mình có thể chia sẻ sau này về vấn đề học bổng nữa, vì thực sự học bổng mình chưa học bổng nào hào phóng như vậy đó. Thì đấy thì đấy là câu nói hơi dài rồi đó dành cho bạn. Ừ đấy thì đấy là chia sẻ của mình. Còn vâng, em thấy sau cái phần chia sẻ của chị có vẻ đây là đất nước lý tưởng nhất cho những ai mà thích work life balance. Cái hồi mà em đọc cuốn sách đấy em cũng có cái câu hỏi như lúc nãy chị có nói, một cái nước mà chỉ coi mọi thứ vừa đủ, chả competitive gì, cảm giác mọi người chả thiết vật chất như thế thì làm sao mà họ lại phát triển đến như thời điểm hiện tại em nhỉ? Đấy, em cũng rất là mình khó ban đầu hiểu cũng hỏi y hệt như thế đấy. Mình sang mình bảo là cái cách làm việc như thế này bắt đợi bao nhiêu lâu, thế này 4 giờ đóng cửa rồi thì làm sao mà ngân hàng có những thành phố nhỏ 4 giờ họ đóng cửa à? Ban đầu sang cũng kiểu ngơ ngác, bởi vì mình sang đến nơi thì không vào được à, đóng cửa mất rồi, đóng gì, đóng mấy giờ, đóng 4 giờ, có những ngày đóng hẳn 3 giờ. Nhiều khi cũng không hiểu tại sao họ giàu được, nhưng mà càng ở lâu thì càng biết là họ không cần làm nhiều, họ chỉ cần làm tốt thôi. Vâng, khá là khác ở Việt Nam. Việt Nam thì rất là encourage cái việc là bỏ nhiều thời gian vào cho công việc, cho sự nghiệp nhất có thể. Không biết là ở Tây Ban Nha, ở Bồ Đào Nha thì cái văn hóa nó có khác gì so với Thụy Điển được không ạ? Chị My có thể chia sẻ một chút về văn hóa ở nước đó, các hai nước này đúng không chị? Ok Uyên. Thế thì về cái văn hóa châu Âu ấy thì là nó cũng khác biệt nhau, mà không phải chỉ giữa hai nước với nhau mà hai vùng với nhau, Bắc Âu, Nam Âu, và thậm chí trong một đất nước thì miền Bắc, miền Nam nó cũng khác nhau. Nó cũng y hệt như là Việt Nam cũng thế thôi, Hà Nội với Sài Gòn là cũng khác nhau về văn hóa rất là nhiều đúng không ạ? Thế thì cái khối Nam Âu thì khi mà người ta nhắc đến ấy thì Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là hai đất nước được mệnh danh là nơi nghỉ hưu tốt nhất thế giới. Thế tại sao là nơi nghỉ hưu? Tức là mọi người đến đây để lựa chọn, không phải đến đây để đầu tư, đến đây để học hành, để làm việc, để tìm cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, mà đến đây để nghỉ hưu ạ. Tại sao ạ? Bởi vì Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha là gần như quanh năm là nắng, và trời ví dụ như hôm nay là mùa đông rồi, là đã nhiều nước là bắt đầu phải mặc áo khoác rồi, nhưng mà bên chị thì là vẫn trời vẫn nắng rất là đẹp và vẫn có thể đi chơi mặc áo cộc tay ra ngoài đường. Thế thì về cái thời tiết thì đúng là các cái đất nước ở Địa Trung Hải được thiên nhiên ưu đãi, và họ có cái khí hậu trong lành, mát mẻ, ít mưa và trời nắng, cho nên mọi người lựa chọn đến nghỉ hưu rất là nhiều, nhất là những cái người có tuổi, người già. Thế thì đó cũng là một cái lý do tại sao mà dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha họ lại không phải là những cái đất nước mà họ
quá là chăm chỉ làm việc đó. Thế thì trong châu Âu thì những cái đất nước ở Bắc Âu, ví dụ như là Đức hay là Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển, thì họ là những cái đất nước mà họ khá là kỷ luật, họ làm việc và họ có cái những cái sáng tạo đã từ lâu đời rồi, cũng như là rất là chú trọng về cái mảng kỹ thuật cũng như là khoa học công nghệ thông tin. Thế còn về Nam Âu thì phần lớn là họ sống nhờ du lịch, ví dụ như là 10% GDP của Bồ Đào Nha là dựa vào lĩnh vực du lịch, thì các bạn có thể hiểu được rằng là cái lượng khách du lịch đến với hai cái đất nước này là cực kỳ nhiều. Và ngoài cái chuyện là khí hậu ra thì ở đây họ còn có ẩm thực rất là nhiều món ngon và phong phú, có biển, có cá, có thịt và mọi thứ thì đều rất là ưu đãi, cộng với cả cái chi phí rất là rẻ khi mà sinh hoạt ở đây nữa. Cho nên là khi mà các bạn thuê nhà cửa ở đây, hay là những cái bạn ở Bắc Âu, ở Anh, nhất là các bạn ở bên Anh, ở Bắc Âu mà sang đây, thì các bạn đi thường là sẽ ở đây khoảng 3 đến 6 tháng, các bạn thuê một cái nhà ở bãi biển cho các bạn ngồi làm việc. Ví dụ như các bạn digital nomad như lúc nãy mình có nói đấy, là các bạn làm IT, các bạn là freelancer, các bạn là designer, là web developer chẳng hạn, các bạn không nhất thiết phải ngồi ở bên những cái nước kia, trong khi những nước kia thì có một cái mùa đông rất là dài và lạnh giá, các bạn không đi ra được ngoài đường. Thì khi các bạn sang Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, các bạn có thể ở đây và ngắm biển cũng như là ăn đồ ăn hải sản phong phú và các bạn làm việc. Đấy, thì đấy là cái cuộc sống mà các bạn châu Âu rất là ưa thích. Thì tất nhiên là có những các bạn mà làm việc ở trong văn phòng vỡ 8 tiếng và làm công việc bình thường, nhưng ngày càng nhiều hơn thì cả bản thân chị nhìn thấy, và trong những cái kinh nghiệm khi mà chị sống ở đây thì chị thấy là gần đây thì những cái bạn mà làm freelancer nó có cái xu hướng tăng lên rất là nhiều. Hơn nữa là ngay ở bên chị, bên Barcelona, thì chính phủ cũng như là thành phố họ có những cái hỗ trợ rất là nhiều khi mà em khởi nghiệp. Tại sao ạ? Bởi vì là khi mà em khởi nghiệp, em là freelancer hay em tạo ra một cái startup, thì em đã tạo ra thêm nhiều việc làm đó cho đất nước, cho thành phố, thì họ rất là hỗ trợ ưu đãi, ví dụ như họ giảm thuế chẳng hạn. Chị khi mà chị mở công ty thì chị là dưới 30 tuổi, thế thì chị phải đóng thuế một tháng, các bạn có biết bao nhiêu ạ? Chỉ 60 euro thôi. 60 euro tính ra thì phải là bao nhiêu ạ? Khoảng độ 1 triệu rưỡi một tháng. Chị nghĩ là rẻ hơn là thành lập công ty ở Việt Nam, đúng không ạ? Đấy. Thì dưới 30 tuổi là, mà hơn nữa là phụ nữ nữa. Đấy. Thì khi mà mình khởi nghiệp thì họ chỉ có 60 euro một tháng, thì thực sự là quá là dễ để khởi nghiệp. Ví dụ em có thể làm văn phòng, em vẫn có thể mở thêm một công ty nữa, mình cũng không mất cái gì đâu. 60 euro thực ra là em chỉ bằng em đi ăn một bữa ở ngoài nhà hàng thôi. Đấy. Thế thì khi mà họ có những cái hỗ trợ như vậy thì là khiến cho rất rất nhiều người là muốn là thoát ra khỏi cái công việc đều đặn hàng ngày boring 8 tiếng ngồi máy tính, thì bây giờ mình có thể là khi mà mình là freelancer mình có thể đi đến bất kỳ nơi đâu. Ví dụ em thích chán em ở Bồ Đào Nha thì em sang Ý, chán Ý em sang Pháp, hoàn toàn thoải mái, và em có thể làm, em có khách hàng, em có thể làm online. Hơn nữa với cái đại dịch Covid này nữa thì cái việc mà mình phải đến văn phòng, phải ngồi gặp mặt trực tiếp với nhau là đã bị hạn chế rất là nhiều. Cho nên là dù em có ở đâu thì khi mà em có năng lực và em có thể làm việc được thì khách hàng họ vẫn tìm đến em, đúng không ạ? Và em vẫn có thể chứng minh được cái điều đó. Thế thì đó cũng là một cái xu hướng mà chị nghĩ là nó cũng sẽ lan tỏa dần dần đến với châu Á, đến với Đông Nam Á, đến Việt Nam hay là Thái Lan, Malaysia, là những cái đất nước mà đang phát triển thôi. Thì chị nghĩ là sớm hay muộn gì thì cũng sẽ có những cái xu hướng đó. Và bản thân là những người bạn của chị đang làm law firm ở Việt Nam hay đang làm pháp chế thì các bạn cũng đang mở công ty rất là nhiều đấy. Thế thì chị cũng nghĩ là đấy là một cái xu hướng mà nó không thể tránh khỏi được đó. Và thế còn về cái văn hóa thì ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thì ngoài cái việc là nơi nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới thì họ cũng làm việc rất là ít, cũng giống như là bên chị Thu nói, đây là sau 3 giờ chiều thứ sáu thì không có ai trả lời email, gọi điện thoại gì nữa. Và đến ví dụ như sáng thì họ sẽ phải dậy là khoảng 9-10 giờ sáng họ bắt đầu mới ngủ dậy, xong rồi đến văn phòng họ còn phải đi uống cà phê ăn sáng, xong rồi mới vào làm việc, xong rồi còn đi hút thuốc. Tóm lại là rất là nhiều những hoạt động, chứ không phải là ngồi tập trung 8 tiếng là đong đếm từng giờ từng phút vào đâu, không. Cũng đi ra ngoài nói chuyện, hút thuốc rồi đủ thứ. Xong bắt đầu 2 giờ chiều thì mới ăn trưa. Bên này có ăn trưa muộn. Đấy, 2 giờ ăn trưa thì ăn trưa đến tận 4-5 giờ, tức là ăn trưa rất là lâu. Ăn trưa 4-5 giờ, xong bắt đầu lại 5 giờ bắt đầu lại làm việc từ buổi chiều 5 giờ đến 8 giờ.
8 giờ xong lại đi, ví dụ nếu mà tối thứ 6, thứ 7 như hôm qua hôm nay thì sẽ đi nhậu nhẹt, đi bar, đi club, đi gặp bạn bè đến 1, 2 giờ sáng, xong bắt đầu mới đi về. Thế thì với cái nhịp sống như vậy thì họ rất là relax, họ không có cái gì, không đi đâu mà vội cả. Và cũng không có cái gì phải bon chen, phải so đo, phải tính toán với nhau cả. Và ai cũng có một cái nhịp sống như nhau. Và hơn nữa là có cái điều chị thích là ở đây thì mọi người cũng không phải là so sánh quá nhiều về thu nhập của nhau, cũng không so sánh về vị trí trong xã hội. Tức là không phải là luật sư là chỉ chơi với bác sĩ, với nhân viên ngân hàng hay là với kỹ sư. Đó, mà ví dụ như là chị cũng có những người bạn mà họ thất nghiệp 2-3 năm, họ vẫn cảm thấy rất là vui vẻ. Ví dụ họ làm họa sĩ hay là nhạc sĩ, họ vẫn yêu đời và họ vẫn sống với cái đam mê của mình mặc dù họ không kiếm được nhiều tiền. Thế thì đấy là một cái điều mà chị cảm thấy rất là dễ thích nghi và rất là dễ sống khi mà mình có thể có được những người bạn mới mà mình cũng không cần phải quá lo lắng đến cái việc rằng là à, cái địa vị xã hội như thế nào, hay là mình là người nhập cư, mình là người nước ngoài hay như thế nào, thì mọi thứ nó đều rất là bình thường. Và khi mà chúng ta chơi với nhau thì là trên tinh thần là bạn bè, chứ không phải là mình phải so đo tính toán cái điều đó. Thế thì đấy là một chút những cái chia sẻ của chị về cuộc sống ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Vâng, có một điểm chung giữa các nước mà hai chị Thu và chị My chia sẻ là có vẻ là mọi người có cái tinh thần làm việc rất là chill ở bên đó ấy. Và người ta tập trung vào cái kết quả và cái năng suất hơn, cái hiệu quả của công việc hơn là việc đầu tư nhiều thời gian vào. Em có một câu hỏi là thế ở trong cái về cái mặt đi làm, cơ hội việc làm ở bên đó, ví dụ như trong ngành luật thì các chị thấy như thế nào ạ? Tại vì em thấy là thực ra ở đây cũng là những nước có cái hệ thống pháp luật nó cũng khá là khác với cả Việt Nam, và các chị có thấy ai từ Việt Nam mà sang đấy để đi làm trong lĩnh vực luật không ạ? Em biết là hai chị đều có các cái kinh nghiệm làm luật rồi, nhưng mà về cái số lượng hay là cái xu hướng các chị thấy như thế nào? Em xin nhường lời trước cho chị Thu ạ. À đấy, thì mình thực ra thì nói thật với các bạn rằng là khi các bạn đi làm luật ở một nước khác ấy, bất chấp là tiếng Anh hay tiếng gì, bao giờ cũng khó là bởi vì thường là ngành luật là họ yêu cầu cái jurisdiction nó sẽ khác ấy. Thì mình có một số nước chẳng hạn như mình biết như Đức chẳng hạn, thì thậm chí là không có thích làm mà làm được mà phải đủ bằng cấp thi là first state exam và second state exam, có cái hệ thống riêng của Đức nữa. Bản thân bọn mình là luật sư Thụy Điển là đâu có được quyền, không được tư vấn cho client, công ty của mình công ty quốc tế, nhưng mà client mà Đức thì bọn mình không được phép tư vấn vì kiểu như thế, và riêng ở Đức thôi, chứ còn mình thì vẫn làm cái case ở các nước khác. Thì ở Thụy Điển thì nói chung là cũng tùy nước, như Thụy Điển thì mình nghĩ là nếu mà mình nhìn ở góc độ luật pháp á, từ góc độ mà và nội quy của nghề nghiệp ấy, thì họ lại khá là dễ trong chuyện là nó không có rào cản, bởi vì ở Thụy Điển thì nghề luật nó có hai từ chỉ luật sư, một là jurist, còn hai là từ advocate. Thì tại khác nhau là thế nào? Jurist là chỉ tất cả những người hành nghề luật và thường là có bằng luật sư, vì luật sư bên này cái bằng này người ta gọi là Juris Examen đến Thụy Điển. Còn cái bằng advocate là khi mà bạn đã phải đi làm dưới trướng của một luật advocate là luật sư chỉ làm cho law firm, tức là cái đây là cái title, protected title, là không ai được quyền gọi bản thân là advocate, và đây chỉ, nhưng mà advocate chỉ được cho những người làm law firm, tức là bạn đã là advocate rồi là thường là phải thi cái bar exam này. Nhưng mà không phải ai cũng cứ phải thi, không phải như ở Mỹ là cứ đi thi là đi thi, mà bạn phải có thời gian, mình nhớ không là 5 năm làm việc tại law firm dưới trướng bảo hộ, tức là dưới cái sự supervisor của một người có title advocate. Sau đó thì bạn sẽ phải đi thi bar exam, mà không phải chỉ ngồi bài thi test bài thi không, mà còn phải thật sự là lên tranh luận với cả bên hội đồng, phỏng vấn one on one luôn thì mới được cái title advocate đó. Thì nói chung là cái đấy thì khá là khó, nhưng advocate thì có cái thì lại là người mà có thể ra mở công ty luật riêng chẳng hạn này. Tức là nó là một cái title protected, thì có một số cái quyền lợi khác, nhưng nhìn chung để hành nghề luật như mình thì mình làm in-house thì mình không cần có cái bằng, mình không cần cái title đó. Thì hầu như mọi người, rất phần lớn mọi người đi làm việc luật, đi làm luật như mình, nhất là làm in-house như mình, thì họ gọi là jurist thôi. Thì thực ra ngành luật ở đâu cũng là một ngành mình thấy rất là bảo thủ, bao giờ họ cũng sẽ ưu tiên cái người của nước họ trước. Cái đấy thì mình nghĩ là nước nào cũng thế, là không phải chỉ nước châu Âu, thì nói không là tiếng Anh mà các nước tiếng Anh cũng thế thôi. Họ sẽ thích những cái người bản xứ hơn. Một trong lý do tại sao là bởi vì ngành luật của mình là cái ngành sử dụng ngôn ngữ rất là nhiều. Và đất nước như Thụy Điển thì nói thật là đúng là tiếng Thụy Điển là ngôn ngữ chính thức. Tiếng Anh của họ rất là giỏi, luật sư của tiếng Anh có thể rất là giỏi, nhưng mà công việc của họ thì vẫn phải dùng tiếng Thụy Điển. Thì đấy là một điều mà thực sự là nếu mà các bạn có, khi mà mình hay khuyên là hồi đấy mình sang mình không có định ở lại Thụy Điển đâu. Mình định học xong mình sẽ bay nhảy tiếp, đi tiếp đâu đó.
sau đó rồi vì nhiều lý do kiểu cá nhân thì mình gặp bạn trai cũ của mình này, rồi thì cũng thấy cuộc sống nó cũng thích này, thì mình cũng ở lại. Thực tế thì mình mới phải gọi là tá hỏa đi học tiếng để cho ở lại, để ở lại. Và thực ra hồi ở Việt Nam thì mình cũng đã học mấy ngoại ngữ, vì mình đã từng nghĩ là mình sẽ đi, gia đình mình có người nhà bên Pháp thì hồi mình còn đi học đại học, cũng nghĩ là sang Pháp học thì mình học tiếng Pháp. Rồi sau đó thì mình học, mình vì mình đi học nhạc nữa, thanh nhạc, cho nên là mình học thêm tiếng Ý và tiếng Đức. Và cuối cùng sang bên này vẫn phải đi học thêm một thứ tiếng là Thụy Điển, tức là học đến mình, mẹ mình hay đùa là biết đến bốn ngoại ngữ rồi mà cuối cùng vẫn phải đi học thêm một cái, mới đủ, vẫn sang một cái nước mà không dùng bốn cái ngoại ngữ đó. Cho nên là đến lúc sang bên này rồi thì cũng may là mình rất là có năng khiếu về ngoại ngữ nên là học nó cũng khá là nhanh. Nhưng mà thực sự là đúng là mình vẫn phải đi học tiếng, tức là mình vẫn lúc đầu thì mình xin được việc, mình rất là may mắn là vì mình cũng học bằng thạc sĩ ở Thụy Điển và mình học ở trường đại học Lund University, là cái trường ở Thụy Điển thì Lund là trường đại học hàng đầu Thụy Điển, nhất là về ngành luật. Tức là bạn mà học luật ở Lund thì bạn nói rằng tôi học luật ở Lund là người ta sẽ nhìn bạn em khác hoàn toàn luôn, vì nó có một cái vị thế rất là lớn, cái trường mà khó vào nhất về ngành luật ở Thụy Điển thì là một thuận lợi rồi. Nhưng mà khi đã vào rồi á thì khi mà các bạn, nhưng mà thế thì chưa đủ, vì mình là người nước ngoài, mình rất có rào cản về ngôn ngữ. Thì một cái điều khá là, tức là cũng đỡ ở Thụy Điển là vì Thụy Điển có khá nhiều các công ty tập đoàn thế giới là họ không dùng, họ dùng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức. Chẳng hạn như bạn nhìn vào tập đoàn như là IKEA hoặc là Ericsson hoặc là H&M, để hạn tiếng ngôn ngữ chính thức họ là tiếng Anh và họ rất là lớn. Chẳng hạn như hồi xưa mình học ở Lund thì IKEA là, mình chắc bạn, các bạn không biết ở Việt Nam là IKEA, nhưng mà thực ra tiếng Thụy Điển là IKEA thì mình cứ quen đọc như thế. Thì nó gần như là có thể nói là cái employer lớn nhất toàn bộ khu vực miền Nam Thụy Điển đó, cho nên là mọi người vào đấy, rất là nhiều người nước ngoài vào làm ở đó, hoặc là tập đoàn như Alfa Laval hoặc là Tetra Pak là hai tập đoàn khác rất là lớn ở đấy nữa. Ericsson cũng có trụ sở lớn, tức là có nhiều lựa chọn. Nếu mà bạn muốn làm kiểu nói bằng tiếng Anh không ấy thì vẫn có rất nhiều lựa chọn. Vì hồi đầu thì mình không vào làm ở mấy công ty đó, mình chỉ biết tiếng Anh thôi, thì mình xin được vào làm ở Liên Hợp Quốc, một tổ chức của Liên Hợp Quốc ở tại Malmö Thụy Điển. Thực ra thì nó lại không phải ngành luật của mình, nó thiên về nhiều hơn là về administration, về project management, vân vân. Nhưng mà dù sao ở Thụy Điển thì thực ra là đối với người nước ngoài mà không biết tiếng thì khá là khó để đặt chân. Vì dân này họ, cái tính cách họ rất là tốt, mình thấy người Thụy Điển họ rất là tốt, thực sự người rất là tốt bụng và rất là lành, nhưng mà bản thân họ cũng hơi khép kín. Có nghĩa là bạn có hiện tượng là không thể gọi là một code, tức là bạn như kiểu bạn phải break về code nhất định ấy. Tức bạn mà chỉ là người nước ngoài, bạn nói tiếng Anh ấy, thì cái thái độ của họ nó sẽ khác so với khi mà bạn nói tiếng Thụy Điển với họ. Tức là vì cái dân Thụy Điển gọi là homogeneous ấy. Tức bản thân cái nó không có đa sắc tộc, tức vốn gốc của dân Thụy Điển không phải đa sắc tộc. Tức là có một cái văn của mình hay đùa là văn hóa nó hơi làng xã một tí, tức là có một chút gọi là, tuy là họ rất là muốn đề cao diversity các thứ, nhưng mà thực và equality, nhưng thực sự thật là đấy là một cái nhiều khi nó rất là unconscious. Họ không nghĩ được đâu, họ không thể nào, nên là thực ra thì bản thân họ cũng rất là, và họ lại đặc biệt vì tiếng Thụy Điển này rất là ít người, ý là người nước ngoài không ai học tiếng Thụy Điển, không phải học Thụy Điển cả. Và bản thân người nước ngoài ở Thụy Điển có những người làm đây tập đoàn quốc tế hàng chục năm không nói tiếng Thụy Điển, mình biết nhiều người như thế, khá là nhiều, giống các bạn Tây về Việt Nam cả chục năm làm việc mà không biết tiếng Việt đâu. Thì ở bên Thụy Điển này cũng khá nhiều người như thế. Có điều chính vì thế nên họ cũng rất là quý, rất là coi trọng khi mà bạn nói được cái tiếng của họ. Thì đấy là cái, khi đó là mình phải chấp nhận là ok thì mình chưa làm được ngành luật ngay, mà như thế là mình cũng xin được công việc như thế là khá là tốt, thì mình vẫn tiếp tục làm ở Liên Hợp Quốc và mình đồng thời là mình học tiếng Thụy Điển. Và đấy là cái điều, đấy là cái đoạn ở đây mọi người cứ nghĩ là ôi thì phải thành thạo tiếng Thụy Điển thì mới đi làm được. Không phải. Về cái việc tiếp theo mình làm thì cũng là in-house và luật cho in-house một công ty về gaming ở bên này. Thì thực ra là rất là buồn cười là lúc mình phỏng vấn ấy thì mình đọc tiếng Thụy Điển khá là tốt rồi, cũng biết đọc luật Thụy Điển các thứ rồi, nhưng mà mình chưa nói được tốt á. Nhưng thực ra vấn đề nằm ở chỗ là bạn chỉ cần show là bạn đã học, bạn biết rồi, bạn đang học, bạn đã biết được một chút và bạn đang cố gắng hàng ngày để học để tiến bộ ấy, là họ đã nhận bạn rồi. Vì cái công việc của thực chất là nó không, cũng chỉ cần một ít tiếng Thụy Điển thôi, không cần phải quá nhiều. Công ty của mình là công ty khá là quốc tế nữa, thì đấy là cái bước tiến đầu tiên. Rồi cái khi mà mình làm cái công việc hiện nay, công ty hiện nay của mình là mình vào cách đây khoảng độ, mình làm đây được như thế là được bao nhiêu nhỉ, gần được 3 năm. Thì lúc mình nhận cái việc này, tiếng Thụy Điển của mình nó kém sao bây giờ nhiều. Mình thực sự là mình không được thành thạo như bây giờ, thì cũng không phải vấn đề. Vì nhiều khi mọi người cứ nghĩ rằng là ôi cứ cảm thấy tự ti rằng tiếng Thụy Điển của mình không biết tiếng bản xứ đó. Nhưng thực ra thì có khá nhiều quốc gia, nhất là quốc gia mà tiếng của họ ít người học đó, thì nhiều khi họ rất là coi trọng cái chuyện mà bạn đã bắt đầu học và bạn đã học được rồi. Học được rồi thì nó là một cái điều mà thể hiện được. Nhưng như mình nói thì luật là cái ngành khá là khó, nên bạn nào mà đã muốn đi sang nước ngoài đi du học mà định với mục đích là đi làm ấy, hồi xưa là mình không định đi làm, mình chẳng chuẩn bị hết, mình chả thể học tiếng luôn. Nhưng mà ai mà đã có mục đích sẽ sang đây và để đi làm ấy. Như bạn mình biết một bạn người Montenegro rất là giỏi, sang bên này từ đầu cũng đang học bổng y hệt như mình,
sau mình một năm, nhưng mà từ đầu mới sang là trong đầu bạn ấy đã muốn là ta sẽ ở lại Thụy Điển làm việc rồi. Thì bạn từ ngày đầu học tiếng Thụy Điển rất là chăm. Khi bạn ấy tốt nghiệp sau 2 năm học thạc sĩ, bạn tốt nghiệp tiếng Thụy Điển, bạn thành thạo đến mức độ làm communication bằng tiếng Thụy Điển được, mặc dù là luật sư. Sau đó thì bạn ấy xin được hẳn law firm. Thì mình nghĩ là quan trọng nhất là không phải là không làm được, nó sẽ là khó khi mà rất là đi học luật mà làm luật ở nước ngoài là phải khó. Nhưng cái chính là bạn cần phải xác định mục tiêu trước đó. Nếu mà đã muốn ấy thì đầu tư thật nhiều vào mặt ngôn ngữ là cực kỳ quan trọng. Ngôn ngữ và tất nhiên là có những cái chuyện rất là ở đâu cũng cần như là network chẳng hạn này. Nhưng mà mình nghĩ là cái ngôn ngữ nó mở ra rất là nhiều cánh cửa. Vì mình cũng đọc người ta nói rằng là cái tính cách của bạn sẽ thay đổi tùy vào cái ngôn ngữ bạn nói chuyện. Nghiên cứu khoa học là bạn nói ngôn ngữ nào thì cái tính cách mình nói tiếng Việt thì tính cách của mình nó sẽ khác so với khi mình nói tiếng Anh hoặc tiếng Thụy Điển. Thì nhiều khi nó cũng khá là hay, vì nhiều khi mình chỉ nói là không phải chỉ đơn giản là cũng giao tiếp, mà khi bạn nói cái ngôn ngữ bản xứ ấy thì nhiều khi cái tính cách của bạn nó đã thể hiện, nó đã chuyển sang một góc độ là gần hơn so với cái tính cách điển hình của đất nước đó rồi. Thế là lợi thế rất là nhiều khi các bạn xin việc. Thì đối với mình thì lời khuyên của mình thật sự là nếu mà công việc thì thực ra mọi người cứ hay nói ra rất là khó, cái đấy thì mình không biết là khó, nhưng mà mình, và thực ra các bạn ở Thụy Điển mà các bạn làm ngành IT hoặc là làm về những cái ngành của business ấy thì khá là, không phải là dễ lắm, nhưng mà khá là rất là dễ hơn so với mình rất là nhiều. Và rất nhiều các bạn Việt Nam xin được việc tại Thụy Điển mà không phải học tại Thụy Điển nhá, mà đi từ nước khác sang, cho mình đi từ nước khác sang cũng được thuê từ nước khác sang Thụy Điển làm, cho nên thậm chí thuê từ thẳng từ Việt Nam. Mình biết có vài trường hợp là tập đoàn Ericsson thuê thẳng kỹ sư từ Việt Nam sang, họ bảo lãnh sang đây luôn từ đầu. IKEA cũng vậy, mình cũng biết vài trường hợp như thế. Cho nên là có thể nói là mình nghĩ ở góc độ đó thì Thụy Điển làm nước rất là mở về chính sách nhập cư. Mà nhiều bạn nói là chính sách nhập cư của Mỹ rất là dễ, nhưng mình không nghĩ thế đâu. Chính sách nhập cư của Mỹ không thể dễ bằng Thụy Điển được. Thụy Điển là một trong những nước có chính sách nhập cư tốt nhất và bình đẳng, thực sự là khá là bình đẳng và khá là nhân đạo nhất so với cả trên toàn châu Âu. Và thậm chí so với Mỹ chắc chắn là bỏ xa Mỹ luôn, vì họ rất tôn trọng. Vì mình học được Thụy Điển cũng biết là có cái nguyên tắc pháp quyền của họ rất là quan trọng. Ví dụ như là nên là bản thân cái luật nhập cư của họ cũng phản ánh chuyện đó. Họ không có chuyện là tôi thích thì tôi cho anh, không thì anh đi đâu. Không, tôi ví dụ bạn xin giấy phép lao động thì như ở một số nước là Anh, Úc, Mỹ chẳng hạn, nhiều nước hoặc là Anh, các nước họ thích là tôi thích thì cho anh nộp hồ sơ đấy, mà mình thích thì thẩm vấn, họ thích thì họ cho bạn. Nhưng mà Thụy Điển thì cái, tức là cái assumption là bạn phải chứng minh được rằng là bạn đủ tiêu chuẩn để được cái job, bạn phải chứng minh được là bạn đủ khả năng, bạn phải chứng minh bạn được thuyết phục họ nhận việc cho bạn công việc, cho bạn giấy phép lao động. Nhưng mà ở bên Thụy Điển thì không, hướng ngược lại là pháp luật yêu cầu rằng là khi cái assumption phải là cái assumption của mình phải là mình đủ tiêu chuẩn, và cơ quan nhà nước bên đây là sở di trú ấy, họ có cái burden of proof là phải chứng minh bạn không đủ tiêu chuẩn nếu bạn họ muốn từ chối bạn. Tức là khi tất cả mọi hồ sơ đều phải được xem xét, và khi mà họ cảm thấy là có điểm này không, điểm này hồ sơ của bạn thiếu sót cái này, thì như một số nước khác họ từ chối thẳng luôn vì lý do là anh nộp thiếu cái bản sao giấy chứng minh nhân dân kiểu như thế. Thì bên này không thế, vì theo luật của họ thì khi mà hồ sơ của anh thiếu hụt hoặc là có điều gì đấy cần phải làm rõ, cần phải chứng minh ấy, thì cơ quan nhà nước có nghĩa vụ phải gọi cho người nộp đơn và yêu cầu họ bổ sung giấy tờ. Họ tức là bạn thấy cái mức độ cái xã hội, cái mức độ dân chủ và cái bảo vệ và cái gọi là rule of law, mình pháp quyền mình cái rule of law đó nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng ở Thụy Điển. Cho nên bản thân mình thì mình thấy chính sách như thế rất là tốt, và chính vì thế nên là họ rất là cởi mở với người nước ngoài. Họ thực ra họ rất là muốn thuê nhân lực người nước ngoài. Mình cái đấy mình có thể khẳng định luôn là không phải là một rào cản với góc độ là họ không, vì bản thân chính sách của họ là có một số nước, chứ mình nghĩ là Thụy Sĩ chẳng hạn, và khá nhiều nước khác là bạn muốn thuê một người nước ngoài bạn phải chứng minh là không có người bản xứ nào đủ cái điều kiện đó. Bây giờ tôi muốn thuê cô Thu này làm luật sư cho công ty tôi, thì tôi phải chứng minh là không có người bản xứ nào khác hoặc là người EU nào khác đủ tiêu chuẩn để làm cái việc đấy cả thì tôi mới được thuê cô này. Nhưng mà bên Thụy Điển không có thế, bạn đủ tiêu chuẩn để bất cứ, họ không có phân biệt như vậy. Người ta thích thuê bạn là người nước ngoài cũng được, mà thích thuê một anh Thụy Điển cũng được, cái chính là đủ tùy người ta thôi. Và nếu mà bạn là người nước ngoài, bạn xin giấy phép lao động thì bạn chỉ cần đủ tiêu chuẩn thôi. Thì đối với mình thì mình thấy là đấy là một cái điều mà mọi người hay nhìn vào mặt tiêu cực là ôi thật là khó xin việc, nhưng thực ra bạn nghĩ mà xem, nó là một trong nước, nó làm nọ tùy cái cách chọn ngành của mình thì mình sẽ có thể là rất là thuận lợi, chẳng như ngành luật ấy. Thì ví dụ mình sẽ khuyên các bạn là đừng có đâm đầu vào làm công ty nào law firm hoặc công ty gì về luật gia đình hay luật hôn nhân. Mình học luật Thụy Điển và mình có bằng luật Thụy Điển, là ngoài cái bằng luật quốc tế mình học luôn ra thì mình cũng phải đi học luật bằng tiếng Thụy Điển để chuyển đổi và lấy bằng của Thụy Điển, để như là các bạn Thụy Điển học luật bên này đó, bằng tiếng Thụy Điển luôn. Nhưng thực ra là mình kể cả vậy nhưng mình cũng không bao giờ mình liều lĩnh, không phải liều lĩnh mà có mà dở hơi, mình bảo là có mà dở hơi mới đi làm luật gia đình ở family law hay là cái gì. Nhưng mà người nước ngoài thì hay có lợi thế là bạn làm về mạng, như là bạn chọn nghề khéo ấy, chẳng như bạn chọn về mạng công nghệ thông tin này. Vì mình biết một số bạn, không, mình không phải là luật sư nước ngoài duy nhất mà
mà có thể tìm được việc làm trong ngành luật ở Thụy Điển. Mình biết khá nhiều bạn bè mình như thế. Và các bạn đều có đặc điểm chung là thường hay làm về mảng công nghệ thông tin, về mảng IT. Vì thực ra những cái công ty, một lý do tại sao về những cái công ty như vậy họ cũng sẽ cởi mở hơn. Và thực học là họ làm cho các tập đoàn lớn, các tập đoàn rất lớn quốc tế. Cho nên mình nghĩ là hoàn toàn có thể làm được. Thực ra thì hoàn toàn làm được, nhưng mà bạn phải phải có một cái chiến lược ấy, chiến lược chuẩn bị, và cũng phải biết cái ngành nghề mình muốn làm. Ví dụ IP là họ không phân biệt nhiều về ngoại ngôn ngữ đâu. Bởi vì IP thì thật sự là đâu cũng thế à. Cũng không dùng, không phải dùng tiếng bản xứ đâu, vẫn dùng tiếng Anh này. Hoặc là các bạn làm về thuế, tax, nghe thuế thì có vẻ phải là nội địa. Nhưng mà mình biết khá nhiều bạn làm về transfer pricing, những cái liên quan đến vấn đề thuế mà liên quan về nước ngoài đó, thì chắc chắn là làm ở tiếng Anh. Mình đã biết vài bạn người nước ngoài luôn làm ở big, một trong những công làm ở mấy công ty big four và là luật sư về thuế, và chủ yếu là các bạn expert về transfer pricing, ví dụ như thế. Thì mình có thể, còn về ngành, còn về các mảng corporate thì chủ yếu là các bạn làm nhiều về các công ty, về công nghệ thông tin, các mảng công nghệ thông tin hoặc là data protection là những cái mảng rất là hot. Còn như bản thân mình là mình làm về hợp đồng thương mại, hợp đồng IT của công ty cũng là công ty IT, thì cũng là một cái mảng mà thực ra là phức tạp hơn một chút, vì nó có hợp đồng, vẫn phải làm hợp đồng tới Thụy Điển. Là như thế là mình thấy là cũng may là kiếm được việc là người ta cho mình và dùng người nước ngoài. Nhưng mà thực ra thì nó vẫn là dễ dàng rất nhiều về cái luật, là luật contract, contract law. Thì và các tập đoàn client của mình là các tập đoàn lớn đó, cái contract law của họ vẫn theo luật Thụy Điển, là cái governing law vẫn là Thụy Điển. Nhưng mà bản thân các issue, các cái vấn đề của luật contract nó vẫn khá là, nó khá là chung ấy, áp dụng được nhiều nơi. Mình cũng ký hợp đồng với partner, với công ty khách hàng với Mỹ chẳng hạn này, lại tâm đề là cái gì luật của Delaware hay cái gì có trong hợp đồng đó, kiểu như thế. Thì cũng tóm lại là mình nghĩ các bạn chọn ngành một cách sáng suốt và khôn ngoan một chút thì hoàn toàn thể đi làm được, nếu mà các bạn muốn ở lại đây làm việc trong ngành luật. Cái đấy là không phải bất khả thi, chắc chắn luôn. Vâng, em cảm ơn chia sẻ của chị Thu ạ. Thế còn ở Tây Ban Nha thì chị My thấy như thế nào về cái vấn đề việc làm ạ? Ok, bây giờ thì chị cũng có một cái chia sẻ như thế này nhá. Tức là khi mà các bạn muốn đi ra nước ngoài này, các bạn không chỉ là làm luật hay là làm bất kỳ một ngành gì khác, các bạn có thể học quản trị kinh doanh, marketing, công nghệ thông tin, ngân hàng, bất kỳ một ngành gì, thì các bạn phải tìm cho mình một cái lợi thế cạnh tranh. Lợi thế cạnh tranh tức là như nào? Tức là tại sao mà họ lại cần phải tuyển các bạn, hay là tại sao họ lại phải trả tiền để một cái relocation package rất là lớn để các bạn đi từ Việt Nam sang bên này để làm cho họ, trong khi ở châu Âu cũng còn đang rất là nhiều người thất nghiệp. Ở Tây Ban Nha cách đây khoảng một vài năm sau khủng hoảng là cái tỷ lệ người thất nghiệp lên đến 20%. Thế thì khi mà cái lượng người thất nghiệp cao như vậy thì họ cũng sẽ rất là cân nhắc khi mà lựa chọn. Ví dụ ở Tây Ban Nha có những cái loại visa dành cho những người gọi là highly skilled qualification, giống như là cái visa ở bên Canada đó, nếu bạn nào có biết. Thì cái visa này họ yêu cầu rằng là mức lương tối thiểu mà công ty offer cho bạn ít nhất là phải 40.000 euro một năm đó, thì mới được coi là highly qualified skilled worker hay là professional, và vị trí của bạn là phải là giám đốc trở lên thì họ mới tuyển. Thế thì tại sao ạ? Bởi vì là họ không muốn là ví dụ tuyển bạn sang đây để bạn đi làm đầu bếp cho nhà hàng Việt Nam, hay là bạn đi làm mở một tiệm nail, những cái công việc đó thì họ hoàn toàn có thể tuyển người bạn xứ, đúng không ạ? Thế thì tại sao mà họ cần tuyển bạn sang đây? Thì thứ nhất là bạn phải có một cái trình độ học vấn nổi bật, hay là một cái kinh nghiệm gì đó mà họ không tìm được ở châu Âu. Thế thì một cái lời khuyên dành cho các bạn, ngoài cái việc là bạn phải học tiếng ra rồi, dù bạn đi Pháp, đi Đức, đi Anh, đi Mỹ, đi Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha, thì các bạn ngoài tiếng Anh ra bạn học tiếng bản xứ thì cái đấy là điều mình đã nói từ đầu chương trình đến giờ rồi. Thì ngoài ra ấy, có một điều mà bên châu Âu họ đang rất là quan tâm, châu nói chung và Tây Ban Nha nói riêng, đấy là thị trường châu Á. Các bạn cần học thêm một ngôn ngữ của châu Á. Tất nhiên tiếng Việt thì cũng là một ngôn ngữ khá là quan trọng, vì có đến gần 100 triệu dân nói. Nhưng mà các bạn biết rồi đấy, người hàng xóm của chúng ta là Trung Quốc, thì Trung Quốc là một đất nước mà châu Âu rất rất quan tâm. Và tại sao họ lại cần người Việt? Bởi vì Việt Nam là cái quốc gia mà có cái nền văn hóa khá là giống với Trung Quốc và là người hiểu Trung Quốc nhất. Thế thì khi mà các bạn nói được tiếng Trung Quốc, các bạn hiểu được Trung Quốc, các bạn làm việc được khách Trung Quốc, thì chắc chắn là họ sẽ tuyển các bạn. Đó, bởi vì là sao? Bởi vì người dân châu Âu này có rất nhiều người họ không thể làm việc được với Trung Quốc. Khi mà chị đã từng làm việc công ty ở Tây Ban Nha, và chị là người phải đi dịch từ tiếng Anh của người Tây Ban Nha sang tiếng Anh của người Trung Quốc để cho hai bên hiểu nhau, vì riêng cái ngôn ngữ thôi là họ đã không hiểu nhau rồi. Người Tây Ban Nha cũng nói tiếng Anh không tốt rồi, người Trung Quốc nói tiếng Anh nào thì các bạn biết rồi đấy,
không 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 tôn đó, và hai bên là cùng nói tiếng Anh với nhau nhưng không hiểu nhau đó, thì chị là cầu nối, là chị phải dịch là à đây Trung Quốc nói như này, đây Ý là như này và Tây Ban Nha nói như này đó. Và hơn nữa rằng là cái cách làm việc, cái phong thái làm việc của Trung Quốc thì cực kỳ giống Việt Nam, rất quan liêu, tức là cũng rất là form mẫu và form thủ tục hành chính. Ví dụ bây giờ muốn mua một cái bút ở công ty là cũng phải có proposal này, cũng phải xin sếp duyệt này, rồi là mang lên financial approval, chị ví dụ cái bút thôi, nhưng mà ý là purchasing như vậy đúng không, thủ tục purchasing như thế, xong rồi ký form duyệt, xong rồi đưa lên giám đốc duyệt. Tức là rất 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 là nhiều cái thủ tục giấy tờ, và người Tây Ban Nha họ không quen với cái điều đó. Họ quen là ví dụ mua cái bút thì ra trả tiền, sau mang cái hóa đơn về cho công ty claim tiền là được. Đấy, nhưng mà Trung Quốc thì là trước khi mà mua bút là em phải hỏi xem sếp của em có đồng ý cho em mua bút không đã. Đấy, sau đó thì em mới được đi mua bút. Thì em có hai cách để mua bút. Một là em có thể xin tiền của công ty, xong em đi mua và em claim lại tiền đúng không? Hoặc là hai, em bỏ tiền túi ra sau em lấy lại hóa đơn em trả, ok. Thì cái điều đấy là cái điều mà đơn giản, cái ví dụ rất đơn giản như thế thôi, nhưng mà chứng minh rằng là cái văn hóa châu Á và châu Âu nó có cái sự khác biệt cực kỳ lớn, kể cả cách ăn, cách nói chuyện, tất cả cho đến cái cách làm việc. Thế thì khi mà các bạn muốn có được cái vị thế cạnh tranh ở châu Âu, các bạn muốn họ phải trải thảm đỏ mời mình, thì các bạn buộc phải là chuyên gia về châu Á đó, bởi vì họ rất cần những cái cầu nối giữa để đưa họ đến với thị trường châu Á. Và hiện tại rằng là Trung Quốc hay Việt Nam hay Malaysia, Thái Lan là những đất nước mà đang cung cấp cái nguồn hàng rất là nhiều cho châu Âu, những cái công ty trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thực sự là rất rất cần các bạn làm những cái thủ tục, ví dụ như logistics hay là những cái hợp đồng mua bán thương mại quốc tế, rồi là những cái công ty về startup họ cũng có tuyển rất là nhiều IT chuyên gia về công nghệ thông tin từ Việt Nam hay là từ châu Á sang, họ cũng đưa những người từ bên này sang châu Á cho những cái dự án đầu tư của họ ở châu Á. Thế thì khi mà mình đã tìm được cái thị trường ngách đó, tức là mình đã len lỏi được vào cái vị trí đó, thì với cái khả năng ngôn ngữ cũng như với cái hiểu biết về châu Á của các bạn, thì thực sự rằng là chắc chắn là họ sẽ cần đến các bạn. Bởi vì bây giờ không có một công ty nào nói rằng là à, tôi ở Tây Ban Nha là tôi chỉ làm việc với khách Tây Ban Nha thôi, không. Bởi vì nếu như một công ty mà chỉ làm việc với khách Tây Ban Nha không, thì chắc chắn họ sẽ không cần đến các bạn, bởi vì họ có, Tây Ban Nha là có hiện tại có khoảng 20 nước thuộc địa ở Mỹ Latin, như các bạn có học lịch sử để có biết, có Colombia, có Argentina, có Mexico, là có hàng trăm triệu dân nói tiếng Tây Ban Nha. Thì cho dù các bạn có ở đây, các bạn có ở đến 20 năm, thì các bạn cũng không thể nói tiếng Tây Ban Nha bằng họ được, bởi vì họ đấy là tiếng mẹ đẻ của họ. Đấy, cho nên nếu mà bảo là bạn chỉ học tiếng Tây Ban Nha, bạn sang đây bạn làm cho một công ty làm với người Tây Ban Nha thì không bao giờ họ tuyển các bạn. Chị hay nói đùa với mọi người rằng là ở ngoài phố ở Tây Ban Nha ấy, cái lượng số lượng văn phòng luật sư nhiều hơn cả tiệm cắt tóc, thật sự là như vậy. Bởi vì văn phòng luật sư ở đây nó khác, không phải law firm như là Việt Nam là phải ngồi văn phòng hoành tráng là hai bà Trưng hay bà Triệu gì đó, mà văn phòng luật sư nhiều khi nó ở trong cái khu dân cư. Tại sao lại cần ạ? Bởi vì ở bên này khi mà khai một cái form thuế thôi, ví dụ thuế nhập cá nhân, em cũng phải ra trả tiền cho luật sư 50 euro chẳng hạn, đấy để luật sư khai. Còn nếu không thì em phải ngồi tự đọc luật 50 trang. Em có biết ví dụ như tiền thuê nhà của em thì em khai mục nào, hay là tiền mua đồ siêu thị thì em khai mục nào không? Còn nếu không biết đúng không, hoặc là có những cái người lớn tuổi họ không biết dùng máy tính, thì tất cả những cái đấy đều phải trả luật sư. Đấy, thế rồi là em trả có nợ nần, hay là em có thừa kế, hay là em có tặng cho, tranh chấp thì bất kỳ một cái nhỏ to gì, tất cả những cái vụ về dân sự đó thì đó đều ra luật sư để giải quyết hết, hay là thậm chí viết một cái giấy ủy quyền thôi, làm một cái thủ tục gia hạn giấy tờ thôi, thì tất cả đều là luật sư hết. Cho nên là cái số lượng luật sư nó cực kỳ nhiều, nhưng mà những cái người luật sư đó thì sẽ không phải là những người mà sẽ tuyển các bạn đâu, bởi vì họ là những người làm việc với dân địa phương và họ làm những cái vụ dân sự nhỏ nhỏ thôi, hoặc là khai thuế má thôi. Còn cái mà các bạn hướng đến là những cái công ty mà họ đang muốn vươn ra châu Á. Đấy, thì hiện tại thì ngoài, tất nhiên là ngoài những cái tập đoàn lớn như là Coca-Cola hay IBM, thì tất nhiên là họ đã có những cái chính sách với nhân viên quốc tế thì các bạn đều biết rồi. Nhưng mà có rất nhiều cái công ty của Tây Ban Nha hay của châu Âu trước đây họ chỉ làm với cả khách nội địa thôi, hoặc là khách Tây Ban Nha thôi, hoặc là khách Mỹ Latin thôi, vì đấy là những cái thị trường truyền thống mà cùng ngôn ngữ của họ. Thì bây giờ họ đang nhìn sang châu Á, mà nhất là sau Covid như thế này nữa thì họ lại càng muốn hướng đến châu Á nhiều hơn, bởi vì châu Á là thị trường tỷ dân, là thị trường có dân số trẻ, và tất cả những cái công nghệ mới đều xuất phát từ châu Á hết. Thế cho nên là khi mà các bạn có thể làm cầu nối được giữa châu Á và châu Âu thì đấy là cái điểm mạnh. Thì chị có thể nói rằng là có thể là các bạn chưa thạo tiếng Tây Ban Nha, nhưng nếu các bạn nói được tiếng Trung Quốc thì chắc chắn là họ sẽ tuyển các bạn.
Đấy, cộng với cả cái kiến thức luật của các bạn nữa. Tất nhiên ngôn ngữ nó chỉ là phương tiện thôi, không phải là mình chỉ học tiếng để sang đây mình đi làm được, nhưng ngôn ngữ nó là một cái phương tiện rất là quan trọng, để vì từ ngôn ngữ thì các bạn có thể học thêm những cái điều khác nữa và các bạn có thể phát triển cho cái ngành nghề của mình. Ok. Vâng, em cảm ơn chia sẻ của chị My. Và sau cái phần sau những phần chia sẻ của chị, cả chị Thu và chị My, thì em nghĩ có thể tóm tắt ở phần 1, đấy là các nước ở châu Âu thì có một cái môi trường sống và sống học tập nó rất là lý tưởng, nó rất là chú trọng đến cuộc sống cá nhân của mọi người và rất là tôn trọng cái cuộc sống riêng tư đó. Nhưng mà để mà có thể đạt được một cơ hội nào đấy ở một cái đất nước châu Âu như thế thì chúng ta có phải có những cái kỹ năng nhất định, cũng như là cái ngoại ngữ, ví dụ như là tiếng Trung, thêm học thêm một thứ tiếng nữa, cái tiếng bản địa ở nước đó và một cái thứ tiếng châu Á khác, ví dụ như tiếng Trung, và cái quá trình mà để mà được hành nghề luật ở các nước đó thì cũng hết sức là gian nan. Thế cho nên là nếu mà muốn thì cũng phải lên kế hoạch lâu dài từ trước. Đấy là phần 1 về trải nghiệm sinh sống và làm việc. Bây giờ thì mình xin chuyển sang phần thứ 2, đấy là kinh nghiệm apply học bổng châu Âu, kinh nghiệm chọn trường cũng như là cái trải nghiệm học luật ở những cái quốc gia châu Âu. Em sẽ như lúc nãy mình có trình bày, đấy là các diễn giả sẽ nói trong khoảng 5 phút về cái trải nghiệm của mình, trải nghiệm học tập của mình, và sau đó thì chúng ta sẽ đến với cả các cái câu hỏi kỹ hơn từ khán giả. Em xin phép nhường lời trước cho anh Trung, anh có thể nói qua một chút về cái trải nghiệm học tập của mình ở Hà Lan được không ạ? Mọi người có nghe mình nói rõ không nhỉ? Dạ em thấy rất là rõ ạ. Ok, cảm ơn. Mình xin chào mọi người, mình là Trung, thì trước đây mình đã học ở học Master University năm vừa về Việt Nam năm ngoái, và 2020 vừa rồi. Thì trải nghiệm học tập của mình trong khoảng thời gian ở Hà Lan ấy, thì thực sự là nó rất là đáng nhớ, thực sự phải nói như thế. Vì là thứ nhất là mình đã hoàn thành được cái việc là mình rất là ưa ước mình được đi học Hà Lan như thế. Và khi mình sang môi trường mới, mình được tiếp cận với những thứ tương đối mới mà mình chưa từng nhận ra trước đó, ở cái điểm trước đây khi mình làm ở Việt Nam ấy. Thì đó cũng là một điểm mà mình thực sự thích thú. Và cái một điểm nữa là ở cái chương trình học của mình, là mình học về International Business Law ở bên Tuburg. Thì cái chương trình học của mình thì là nó có một sự kết hợp rất là vừa phải giữa cái cách học truyền thống, đấy là bạn phải đọc sách, đọc rất nhiều các tài liệu, đọc với các quyển sách kiểu chuẩn bị trước, chuẩn bị bài trước, với cả việc là bạn được tiếp cận với cả những cái không phải về luật. Ví dụ như là mình nói về có một môn trong thời gian đi học của mình, có một môn, cái môn chính là cái môn International Business Law đấy, được tiếp cận nhiều hơn về cái khía cạnh là business. Và mình và chứ không chỉ đơn thuần chỉ là luật. Và sơ qua về chương trình học là như vậy. Còn một trải nghiệm đáng nhớ nữa của mình, thực ra là khi mà học ở bên Hà Lan ấy, thì là chính là cái thời điểm là Covid. Cái kỳ học đầu tiên của mình thì là vẫn học hoàn toàn ở trên lớp như thế, rất là ok, không vấn đề gì cả. Học được giao tiếp mọi người trên lớp, được nói chuyện, được trao đổi dễ dàng. Thì đến cái thời điểm mà học kỳ 2 ấy, khi mà bắt đầu có Covid thì là bắt đầu chuyển sang online, thì là mọi thứ coi như đảo lộn hoàn toàn. Cũng chỉ hoàn toàn là lúc ấy chỉ có giao tiếp với mọi người qua cái màn hình máy tính như thế này thôi. Nó cũng có một chút gọi là hơi hững đối với bản thân mình. Vì là đấy, mình đang mong muốn là mình khi mà đi học thì mình sẽ được nói chuyện, mình được trao đổi trực tiếp với mọi người, mình được giao lưu. Nhưng mà khi mà chuyển sang online như thế này thì tất cả sẽ chỉ hoàn toàn làm qua máy tính, và nói chung là như thế cũng là một cái điểm mình thấy hơi không được gọi là hoàn toàn thỏa mãn cái mong ước của mình khi mà lúc mà mình đi học. Nhưng mà nhìn chung tổng thể cái quá trình học của mình thì là cái chương trình học của mình khá là thích, và cái môi trường học mới nó hoàn toàn nó khác với Việt Nam, cho nên là khi mà
khi khi mà được học như vậy là mình đã có thực sự một cái trải nghiệm rất là tuyệt. Chỉ có điều là đấy, vì là COVID cho nên là nó sẽ có những cái bất lợi như thế này thế kia. Ok, mình dạ vâng, cảm ơn chia sẻ của anh Trung ạ. Thế không biết là chị Mỹ cũng học ở Tuberg University, chị có những cái trải nghiệm có tương tự như anh Trung không ạ? Chị Mỹ ơi, chị có thể bật cái mic lên. Đây, xin chào mọi người. Em thấy rõ rồi. Mọi người có nghe thấy rõ mình không nhỉ? Em nghe rõ. Rất vui đúng không? Được Uyên mời đến tham gia buổi talk show này với mọi người. Thì cũng như anh Trung vừa mới chia sẻ thì mình rất là tình cờ là hai anh em học cùng lớp, cùng một lớp, cùng một khóa học master ở bên Hà Lan, cũng tại trường Tuberg University. Thì cũng như anh Trung chia sẻ thì khi mà mình sang Hà Lan học và học tại Tuberg University thì nó có rất là nhiều những cái điều mới mẻ và trước đấy mà mình chưa hề tưởng tượng được khi mà mình quyết định là sẽ đi học ở bên nước ngoài. Tức là mình vẫn biết là khi mà đi học ở nước ngoài thì nó sẽ có những cái khó khăn, thứ nhất là về rào cản ngôn ngữ, mình phải có một cái nền tảng tiếng Anh khá là tốt để có thể, tức là đọc hiểu là một chuyện, thế nhưng mà còn phải giao tiếp, còn phải tiếp xúc với những cái mối quan hệ bên ngoài như thầy giáo, bạn bè, rồi cuộc sống xung quanh. Cái nữa là các cái kiến thức mà mình được học ấy thì nó mở rộng rất là nhiều. Trước đây khi mà học ở trường luật, trường đại học luật ấy, thì mọi người sẽ nghĩ là mình sẽ đọc những cái cuốn sách về luật, về giáo trình, về các cuốn luật sẽ rất là dày. Nhưng mà khi sang bên kia thì nó còn dày hơn như thế. Và những quyển nó dày gấp đôi, gấp ba thì mình cảm thấy rất là sốc. Và có một cái kỷ niệm khá là hay mà kết nối mình với anh Trung. Đấy là khi mà bọn mình học ấy thì bọn mình phải phải có sách để có thể chuẩn bị bài trước. Và anh Trung là người đã lên thư viện và scan từng cái trang giáo trình đấy để gửi cho mình. Tức là anh Trung là người mà lên thư viện là mà tìm sách để đọc trước. Thế xong mình có hỏi anh Trung là anh ơi anh có sách không, tại vì em không tìm được sách. Thì anh Trung bảo là ừ anh có lên thư viện để scan đây rồi. Đấy là cái kỷ niệm khá là vui giữa mình và anh Trung. Và kết nối được hai anh em thông qua cái quá trình học như thế. Và cái mình thấy khác biệt khá là lớn so với chương trình ở nước ngoài với chương trình ở Việt Nam, đó là ở Việt Nam ý, thì mình có thể tưởng tượng như này. Ở Việt Nam thì các thầy cô sẽ đưa mình những mảnh ghép và các thầy cô đưa mình một cái tờ hướng dẫn là mình sẽ phải ghép thành cái hình như thế nào. Nó sẽ có một hình hài cụ thể. Thế nhưng mà khi học ở nước ngoài ý, thì thầy cô chỉ cho mình những mảnh ghép và cái việc mà mình ghép những mảnh ghép đến như thế nào đấy là theo ý hiểu của mình và theo cách hiểu của mình và theo cái cách suy nghĩ của mình. Thế nên là mỗi cá nhân khi mà thực hành, khi mà học thì sẽ có những cái ý kiến khác nhau, có những cái xây dựng khác nhau. Đấy là cái mà mình thích nhất khi học nước ngoài, là mình sẽ có thể tự do phát triển theo cái hướng mà mình muốn, mình định hình. Vâng, em cảm ơn chị Mỹ ạ. Vậy còn chị An ạ? Chị An là người đang du học tại Đại học Trung Âu của Áo. Không biết là ở Áo thì trải nghiệm của chị có khác các nước còn lại không ạ? Alo, xin chào mọi người. Vừa có nghe thấy mình nói không ạ? Em nghe rõ. Okay. Em nghe rõ chị ạ. Chào mọi người. Thực ra ở Áo thì cũng là một nước châu Âu. Cái trường mình học thì thực ra là một trường của Mỹ và có trụ sở, có campus ở Hungary và ở Áo. Nên là cái chương trình mình học là hầu hết là học luật của Mỹ. Nhưng mình nghĩ là các nước phương Tây nói chung, các nước có nền lập pháp và tư pháp phát triển nói chung thì cái phương pháp học luật cũng không quá là khác nhau. Mình cũng phải đọc rất là nhiều sách. Trước khi lên lớp thì phải chuẩn bị bài. Nói chung là khi mà lên lớp thì không có cái chuyện là giáo sư sẽ giảng từ đầu đến cuối, mà giáo sư sẽ expect mình là đã đọc hết tất cả các tài liệu rồi và hiểu cơ bản những cái thứ mà sẽ được discuss trong tiết học rồi. Và tiết học nó sẽ diễn ra theo kiểu là một cái diễn đàn để mọi người trao đổi và thảo luận với nhau về các vấn đề trong bài học, chứ không chỉ là giảng bài nữa. Và mình có gặp một cái vấn đề về cách học là bên này thì phải học, bởi vì mình học luật Mỹ và thực ra là cũng học cả luật của châu Âu và EU nữa, của Đức, của Pháp và của Anh nữa. Chương trình khá là nặng và cái việc đọc case, nhất là các case cổ trước đây của Anh từ kiểu năm 1800 bao nhiêu chẳng hạn, thì việc đọc case mình hơi bị khó khăn, nhưng mà không sao, không vấn đề gì lắm.
vì sau khoảng tầm 1-2 tháng thì mình nghĩ là chúng ta ai cũng sẽ có thể quen với cái việc đọc những cái case đấy và gọi là vào guồng được với việc học ấy. Vâng, em cũng hiểu được những cái trải nghiệm khó khăn khi mà chị vừa chia sẻ như vậy. Về cái vấn đề chọn trường hay là được học bổng để được vào những cái trường như vậy thì chị có thể chia sẻ một chút là cái quá trình apply vào trường học hiện tại của chị ạ, thì chị phải trải qua những vòng như thế nào và cái tiêu chí xét duyệt như thế nào và cả kinh nghiệm làm sao để chị trở nên nổi bật và lựa chọn và cái học bổng của trường đó như thế ạ. Có một số hơi chắc là có hơi nhầm lẫn ở trong phần caption của cái post giới thiệu chat room ngày hôm nay là mình được học bổng chính phủ Áo, nhưng thực ra không phải. Mình được học bổng của trường Central European University và nhưng mà cái giá trị về tài chính của học bổng của trường cho mình cũng không khác gì lắm so với học bổng chính phủ Áo, nghĩa là được cả tiền học và được cả tiền ăn ở một tháng, nói chung là cũng đủ nếu như mà mình không phá phách quậy phá gì. Và kể cả cái quá trình apply học bổng cũng như là các cái bước để xét duyệt nó cũng tương tự như học bổng chính phủ. Tuy nhiên thì để được học bổng chính phủ thì các bạn ở các nước nói tiếng Đức như là Đức và Áo thì chắc chắn là các bạn phải có tiếng Đức tốt. Thế còn trường của mình đang học thì cái học bổng mình không yêu cầu tiếng Đức bởi vì cái chương trình mình học là học bằng tiếng Anh. Quá trình apply thì cũng như các học bổng khác, mình nghĩ là không có khác gì lắm. Thứ nhất là phải nộp hồ sơ. Hồ sơ thì có các cái bằng cấp, các cái certification của bạn. Sau và một số học bổng sẽ yêu cầu cả viết essay nữa. Cái personal essay là cái đương nhiên rồi. Và học bổng của mình thì còn yêu cầu viết hai cái academic essay, cũng khá là nặng. Sau đó thì sẽ có phòng interview và sau interview thì có thể sẽ có thêm trao đổi một số cái email hoặc là có thậm chí có những bạn sẽ có thêm một cái interview nữa, nhưng mình thì chỉ có một cái thôi và sau interview thì sẽ có kết quả. Còn về cái yếu tố mà làm cho mình nổi bật thì mình cũng không biết là cái gì khiến cho mình nổi bật lắm, bởi vì thực ra mọi thứ của mình nó cũng đều khá khá thôi chứ không phải là top notch hay gì. Nhưng có lẽ cái phần khó hơn đấy là bạn có thể sử dụng được những thứ mình có và khiến cho nó trở nên có một cái hình ảnh tốt hơn. Ví dụ như là các cái hoạt động ngoại khóa của mình thì mình phải biết cách làm thế nào để tô vẽ cho cái hoạt động ngoại khóa đấy nó relevant với cái yêu cầu của học bổng, với cái value của trường, value của cái người mà đang trao cho bạn học bổng đấy. Thứ hai là có thể thực ra thì điểm GPA khi tốt nghiệp đại học của mình không cao, và tuy nhiên thì mình có cách để justify cái việc đấy, cũng như là chứng minh là mặc dù điểm GPA không cao nhưng mà trong công việc, trong cái professional experience của mình, nó vẫn có những cái để bù đắp lại cái việc mình hơi sao nhãng khi mà học đại học chẳng hạn. Vâng ạ. Vậy còn anh Trung ạ? Anh Trung là người được học bổng Orange Tulip Scholarship Award. Em thấy là đây là một học bổng rất là cạnh tranh ở châu Âu. Vậy thì anh làm sao để có thể đạt được học bổng này ạ? Và trước khi mà anh apply về học bổng ấy ạ, thì anh đã plan, đã có những cái kế hoạch dài hạn như thế nào về để xây dựng cái hồ sơ của mình ạ? Anh có thể chia sẻ một chút không ạ? Cảm ơn anh. Thì cái quá trình apply học bổng của anh thì ra là nó sẽ kéo nó đã kéo dài từ thời điểm ngay sau khi anh tốt nghiệp đại học rồi, và để mà đến cái thời điểm mà khi mà anh được nhận cái học bổng OTS vào năm 2019 rồi đó, thì anh đã fail hai lần trước đó. Anh fail hai lần trước đó vào năm 2015 và 2016. Và đến thời điểm sau khi anh theo lần thứ hai thì anh đã ngộ ra được một số vấn đề mà mình còn thiếu, chẳng hạn khi mà apply một số các loại học bổng, và anh quyết định là thôi anh dừng đã, anh cứ tạm thời anh dừng để cho khoảng 2 năm sau anh sẽ apply tiếp, anh sẽ bắt đầu đi. Thì để mà nói về các tiêu chí của từng loại học bổng thì mỗi học bổng sẽ có cái yêu cầu khác nhau. Thì như cái OTS thì ở cái thời điểm những năm trước mà anh nộp hồ sơ á,
và anh có tìm hiểu thì nó không có ghi rõ các tiêu chí như như bây giờ đâu. Như bây giờ thì khi mọi người lên lên trên internet mọi người search thì là có thể ra luôn một số cái tiêu chí luôn, họ sẽ nói luôn là cái này cần cái gì, có cần yêu cầu kinh nghiệm làm việc hay không. Nhưng mà ở cái thời điểm của anh ấy, lúc đấy là nó hơi nó rất là mập mờ, nó chỉ nói là ok bạn nộp hồ sơ, bạn đang trải chuẩn bị là tài liệu này, bạn phải được trường chấp nhận trước, rồi bạn phải nộp thêm cả CV, application form. Như vậy thì cái mà anh nghĩ là cái thời điểm đấy là anh được cái học bổng OTS đó là bởi hai lý do. Thứ nhất là cũng may mắn là cái điểm GPA của anh ở trường hồi trước đi học nó cũng khá tốt, nên là họ khi mà họ nhìn vào CV, họ nhìn cái và họ biết được là trường đã approve cho anh vào để nhận đi học ấy, thì họ cũng sẽ đấy là coi là họ đánh giá được là một vòng rồi. Cái thứ hai là anh cũng có nói chuyện với cả một bạn nữa, bạn ấy cũng học HR, bạn ấy học HR ở Tuberg, bạn ấy cũng nhận được cái học bổng ODS này. Thì cũng có nói chuyện trao đổi thì mọi người hai người kiểu cũng lơ mơ lắm, bảo chả biết là mình được nhận vì lý do gì và chỉ ấy thôi, nhưng mà cũng đoán đoán thôi. Thực ra là thực sự là đoán, là tại vì dựa trên một số những anh chị đi trước thì nhiều học bổng họ sẽ kể đến cái việc là kinh nghiệm làm việc trước khi em apply học bổng này như thế nào. Tức là họ sẽ xem là ồ trước đấy thì bạn ấy làm ở đâu và kinh nghiệm làm việc như thế nào, các công việc sẽ ra sao. Thì họ đấy là anh nghĩ đấy là cũng là một trong những lý do để mà được xem xét ở trong khi khi mà được khi anh apply học bổng ODS đó. Một số học bổng khác thì đương nhiên là cũng sẽ khó hơn. ODS thì thực ra là cũng là một học bổng đã cũng cũng tương đối cạnh tranh rồi, nhưng mà anh cũng biết là có một số học bổng khác cũng tương đối khó và họ cũng yêu cầu cũng nhiều cái dã man hơn thế nhiều. Thì đấy, về về cơ bản thì là anh nghĩ sẽ có hai lý do chính mà anh cũng hay nói với cả những cái bạn sinh viên sau này, với cả những cái bạn đồng nghiệp trẻ trẻ trong công ty anh ấy. Thì là khi mà apply học bổng thì thông thường là họ cũng sẽ kể đến cái chuyện là kinh nghiệm làm việc của em trước đấy như nào, và đương nhiên là kết quả học tập của em cũng phải tương đối là ổn, không phải là cần quá xuất sắc, tại vì thực ra là cũng không phải quá xuất sắc, nhưng mà nó phải tương đối ổn. Thì để khi mà họ nhìn vào cái kết quả thì là họ cũng sẽ đánh giá được mình và họ sẽ trao cho mình cơ hội, và đương nhiên là sẽ phải cần thêm cả một chút may mắn nữa, tại vì là không thể nào mà cứ đi nộp hồ sơ như thế mà nhìn nếu mà được luôn được, đương nhiên là sẽ phải có may mắn nữa. Thì anh cảm thấy là anh may mắn hơn mọi người như vậy thôi. Vâng, qua cái chia sẻ của em cảm giác là anh cũng rất là kiên trì với cả cái việc theo đuổi cái học bổng này. Chắc chắn là phải được học bổng thì mới đi đúng không ạ? Đúng Cho nên rồi, là thực anh ra thử là sức đến ba lần. anh chủ trương của anh là phải có học bổng dù ít dù nhiều thì anh mới đi, và cho nên là anh cũng sẽ cố gắng anh apply. Thực ra cái lần đầu tiên mà khi mà anh apply lần đầu tiên ấy, thì anh cũng chỉ apply từ đấy anh apply có mỗi VU thôi, cái trường đuổi Amsterdam, và anh cũng có tìm hiểu ở đấy. Thì thực ra là kiểu sơ cứ nộp hồ sơ thôi. Đến năm tiếp theo thì anh cũng có apply thêm ba trường, anh apply thành ba trường và cũng apply ba học bổng, nhưng mà cũng fail. Thì đến lần thứ ba apply thì con số trường anh apply là 7, thì số trường mà cho anh học bổng chính thức thì họ cho là có hai trường cho, và hai trường còn lại thì cũng vào được đến vòng dự bị đó. Thì cũng cũng nói chung là cũng cũng may mắn và nói chung là nhiều yếu tố. Là anh cũng xác định trước từ đầu có học bổng thì dù ít thì anh cũng chắc không đi đâu, nên phải cố gắng. Vâng, đấy cũng là một bài học cho những bạn mà muốn đi du học bằng học bổng thì điều đầu tiên là phải kiên trì, thật kiên trì và nhẫn nại. Cho em hỏi một câu với chị Việt Mỹ, đấy là cái quá trình chọn trường của chị nó diễn ra như thế nào? Ngoài Tuber thì sau cái quá trình research tìm hiểu về các trường khác nhau thì chị có giới thiệu có những cái gợi ý gì cho các bạn trong cái quá trình là chọn trường ở Hà Lan không chị? Là muốn À, số thực những cái ra trường mà chị nếu mà nói về quá trình chọn trường của mình thì nó khá là nói như nào nhỉ, nó giống như kiểu là cơ duyên ấy. Bởi vì thực ra ban đầu mình không chọn đi Hà Lan, ban đầu mình chọn vào đi Úc, nên là quá trình mà mình nộp hồ sơ đi Hà Lan, mình chuẩn bị trọn vẹn trong có học 2 tháng thôi. Thì rất là tình cờ là trong quá trình mình đang chuẩn bị hồ sơ để đi Úc ấy, thì mình có một người anh họ là có con gái đang học ở Hà Lan, bạn ấy học ở
bạn học ở Anhem University. Thì anh mình có về chơi chơi nhà mình trong một ngày rất là bình thường thôi. Thì anh có hỏi là tại sao lại chọn Úc thay vì chọn một nước ở châu Âu, bởi vì với cái người mà thích thích phiêu lưu, thích khám phá như em mà đi ở Úc thì em chỉ có hai lựa chọn là ở Úc và đi New Zealand là hết, và em sẽ không được đi nhiều nơi như khi em nộp hồ sơ ở châu Âu. Thì anh cũng có gợi ý đến cái học bổng Aventurist như anh Trung đã nhận được đấy. Thì cái thời gian mà mình chuẩn bị hồ sơ thì nó quá ngắn, nên là mình cũng quyết định là thôi, nếu mà mình chuyển chuyển hẳn sang Hà Lan ấy thì mình chắc là mình sẽ không đi theo dạng học bổng nữa. Thế nên là khi mà anh mình gợi ý cho mình là đi Hà Lan thì mình bắt đầu là tìm những mối quan hệ gần nhất có thể để có thể có những thông tin cụ thể về Hà Lan, về tìm trường. Cũng rất là may là mình cũng có những người bạn là đã từng học ở Hà Lan và đã từng học ở Tilburg rồi, nên là cái quá trình nắm bắt thông tin của mình nó cũng khá là nhanh gọn. Và do là quá trình chuẩn bị gấp gáp quá nên là mình cũng không tự mình nộp hồ sơ mà mình qua một công ty tư vấn du học. Nhưng mà cũng rất may là nó cũng không quá tốn nhiều thời gian và không còn tốn quá nhiều tiền bạc theo mình là như vậy, bởi vì là với khoảng thời gian quá ngắn như thế mà thời hạn nộp cũng rất là gấp gáp ấy, thì mình nghĩ là việc lựa chọn một công ty tư vấn nó cũng là một giải pháp an toàn. Thế nên là khi mà mình bắt đầu chọn trường ấy, cái tiêu chí của mình đầu tiên là mình chắc chắn mình học về luật rồi, vì cái nền tảng của mình là về luật. Thì mình bắt đầu tìm những cái chương trình về international business, bởi vì trước đấy ở trường luật thì mình học về business law nên là mình đã tìm những cái chương trình liên quan đến business law trước. Thì mình cũng có tham khảo cả trường ở Erasmus ở Rotterdam này, và Tilburg ở thành phố Tilburg luôn. Thì mình chỉ có hai lựa chọn đấy thôi. Thế nhưng mà sau khi tính qua tính lại thì mình quyết định là chọn Tilburg, bởi vì nó phù hợp với những cái tiêu chí của mình và nó nằm trong cái khả năng mà mình có thể được nhận vào. Thì về các cái tiêu chí cũng như là về cách thức nộp hay là những cái hồ sơ mà các bạn cần ấy, thì thực ra cũng không quá khó đến mức mà các bạn không thể tự nộp được. Bởi vì khi mà học ở các trường bên châu Âu thì mình cảm thấy có một điều khá là hay là ở trên web của trường ấy thì thường nó sẽ có rất là nhiều thông tin và có đủ thông tin để các bạn có thể nắm bắt được là mình cần nộp những cái gì, mình phải chuẩn bị những cái gì, phí là như thế nào, nộp đến đâu, mà sẽ có những đội ngũ nhân viên ở trường, thầy cô ở trường có thể hỗ trợ các bạn gần như là 24/7. Mình có cuối tuần thì có thể là sẽ không nhanh bằng trong tuần, thì nhưng mà miễn là các bạn có những cái câu hỏi mà các bạn thắc mắc về quá trình nộp hồ sơ, nộp đến đâu, nộp như thế nào, các bạn có thể gửi lên cái email của các thầy cô đấy để các thầy cô có thể hỗ trợ cho các bạn nộp. Thì cũng khá là dễ dàng và khá là nhanh. Theo mình thì cái quá trình chọn trường là quá trình vất vả nhất, bởi vì mình sẽ bị phân vân về những cái trường nó có nhiều cái khoa mà các bạn mong muốn được học. Thì cái đấy là mình nghĩ là phần đấy là sẽ là phần mất nhiều thời gian của các bạn nhất thôi. Còn khi mà các bạn đã tìm được đích rồi thì cái việc các bạn nộp hồ sơ như thế nào, nộp ở đâu và ai là người hướng dẫn thì nó sẽ không là khó nữa. Vâng, em cảm ơn chị Mỹ ạ. Trên xin hỏi cho chị Thu nữa là về cái vấn đề học bổng. Như trước đấy em có nghe là chị biết rất nhiều thông tin về học bổng ở châu Âu và cũng rất muốn chia sẻ với hôm nay, chị có thể nói qua về việc này được không ạ? Thì mình cũng thực ra là mình cũng rất khá là giống bạn Trung, của bạn là mình cũng không có học bổng thì mình không đi. Một phần là bởi vì thực ra là gia đình của mình cũng không sẽ không đủ điều kiện để chi trả đó, như thế đó. Thì trước đây thực ra là từ trước khi mình đi học luật là mình đã từng apply và được nhận học đại học ở Mỹ, nhưng mà rồi cái khoản contribution của gia đình vẫn khá là lớn sau financial aid nên là thôi, nên mình không đi. Đó là năm 2008. Rồi sau đó thì mình vẫn học luật và mình tốt nghiệp năm 2012, thì mình đi du học năm 2013. Và lúc cái lần khi mà mình gọi là lần thứ hai mình apply đó, thì mình chỉ nộp tổng cộng là 5 trường trong thời gian đó. Thì có một trường và mình đều được nhận và đều được nhận được học bổng, nhưng mà mình đi thật sự là mình đi trường cho nhiều tiền nhất. Thật sự là như thế. Thì mình có nhớ là một chương trình ở Venice mình được học, mình được Maastricht và được Leiden nhận, và mình được một chương trình Erasmus giữa Na Uy và Thụy Điển, học ở trường Na Uy và Thụy Điển ở Gothenburg, và ở Na Uy mình quên ở đâu, Tromso ở Na Uy, và đấy là một chương trình Erasmus. Và trường hợp cuối cùng là học bổng của SI đi Thụy Điển, thì mình đã chọn cái mà cho mình nhiều tiền nhất. Thực sự như thế, nên sau này người Thụy Điển gặp mình cứ hỏi tại sao mày sang Thụy Điển, mình bảo tại vì chúng mày cho tao nhiều tiền nhất. Thực ra thì đúng cái đấy là thôi, nhưng mà thật đúng là như thế, bởi vì cái nước thực sự là đi du học thì nó rất là đắt đỏ. Gia đình mình thực ra ở Việt Nam thì cũng không phải là, nói thật là cũng xưa nay là cũng đủ ăn sống, cuộc sống cũng đủ thôi, nhưng mà để bảo là mất hàng vài chục nghìn đô một năm
cho việc chi trả thì thực sự là mình không thể nào mà chi trả được, nên mình cũng xác định từ đầu. Và như bạn nói là vì là như chính là như bạn Trung nói là rất là đúng, là đã muốn theo học bổng là các bạn phải xác định và kiên nhẫn. Nên mình có thể, các bạn có thể nói là ơ nhưng mà chị tốt nghiệp xong mà chị nộp luôn mà chị được luôn, nhưng mà không nghĩ lại là chị đã nộp từ năm 2008 và chị đã fail rồi. Và sau đó thì mình cũng có đi thi, tuyển sinh vào NUS chẳng hạn này. Sau đấy thì mình đi thi NUS, có một cái chương trình hồi mà mình cũng mới năm đầu đại học thôi. Và cái đó là mình cứ đi thi thôi, mình không biết là mọi người phải đi luyện thi. Và sau mới biết là mọi người, những người được NUS đều phải đi học luyện thi để thi được. Nên mình cứ thế mà gọi là tay không bắt giặc đó. Nên sau những cái lần như thế, đấy là từ hồi trước khi, hồi mới vào hoặc trước khi vào đại học luật. Thì kinh nghiệm như vậy thì các bạn phải hiểu là có những cái mà thực sự là các bạn phải nghe kinh nghiệm, nhưng thực sự là phải bản thân bạn trải qua bạn mới học được. Và nếu đã các bạn muốn học bổng nhiều thì nhất định các bạn phải kiên trì và từng bước một thôi. Thì đối với mình thì hồi đó mình thì thực ra gọi là mình thấy các kênh học bổng của mình cũng chỉ, thực ra mình chỉ Google thôi à. Mình thì có một thói quen là từ hồi trước khi mình, từ lâu lắm rồi, thời học cấp 2, cấp 3 cơ, thì mình rất là thích đọc. Tức là một lý do tại sao mà mình nghĩ tiếng Anh của mình khi mà mình học thì mình nghĩ cái lợi thế lớn nhất của mình là, và cũng khi mình apply cũng thấy là tiếng Anh của mình có thể tự nhận là tiếng Anh của mình rất là tốt. Tốt theo kiểu là có thể diễn đạt rất là trôi chảy, mà nhiều khi bạn bè mình, những người làm việc cùng mình nói rằng là chỉ đọc text của mày thì nghĩ là mày người bản xứ. Bởi vì cách diễn đạt, các expression của mình là không có một tí gì cho họ nghĩ rằng là người nước ngoài hết. Tuy nhiên nói thì mình có cái accent. Thì mình nghĩ là cái tiếng Anh ấy, thực sự mọi người ai cũng nghĩ là quan trọng, nhưng mà không tưởng tượng nổi mức độ quan trọng cực kỳ như thế nào khi bạn được học bổng đâu. Bởi vì nhiều khi cái khi mà họ đọc cái hồ sơ của bạn ấy, có khá nhiều phần bạn phải viết đúng không, có nhiều thứ phải viết, thì nó làm thế nào để bạn toát ra cái con người của bạn bằng cái lời nói của bạn, thì tất cả là ngôn ngữ thôi. Chứ còn không, điểm số là một chuyện, nhưng mà có những cái ngành, có những ngành như ngành về kỹ thuật ấy, thì lại khá là, mình gặp một số bạn được học bổng mà học về ngành kỹ thuật thì thường tiếng Anh các bạn không tốt lắm, nhưng mà những bạn như thế thì cái điểm số các bạn ấy rất là cao này, cái thành tích rất xuất sắc về nghiên cứu khoa học vân vân, thì cái đấy họ lại xét kiểu khác. Nhưng mà cái ngành khối ngành về xã hội như mình, khi mà mình phải dùng ngôn ngữ để mình diễn tả về bản thân nhiều ấy, thì rất quan trọng. Thì cái đấy là mình nghĩ là mình rất hay đọc như vậy, cho nên là hồi xưa là mình học tiếng Anh bằng cách thực sự là chỉ lên Wikipedia mình đọc thôi, xong cứ linh lắm khi ngồi mấy tiếng đồng hồ đọc Wikipedia đó, thì rèn được cái kỹ năng nó về sau mới thấy là may quá hồi đấy mình đọc nhiều. Vì đúng là như các bạn nói là sang bên này đi học bên luật thì đọc rất là nhiều. Cái chuyện mà trước một cái lecture phải đọc khoảng 100 trang tài liệu là chuyện bình thường. Và đọc cho bằng hết thì thôi, không mà không đọc hết là ngồi trong lớp nhiều khi cũng không hiểu giáo viên đang nói gì, kiểu như vậy. Thì các bạn có khi khả năng, bạn có khả năng research như vậy thì thực sự là trên mạng rất là nhiều. Hiện nay mình có thấy là các nguồn học bổng, các nguồn thông tin bây giờ nó càng ngày nó càng tổng hợp hơn. Tại cái thời của mình, hồi xưa gọi là thời của mình, em ấy rất là già, nhưng mà thực ra vì mình đi cái đi 8 năm cho nên là thời đấy thì các thông tin nó khá là giải rác đó. Các bạn phải lên mạng Google từng thứ một, thì mình chỉ Google rất là đơn giản những từ khóa như kiểu bằng tiếng Anh như học bổng chính phủ này thôi, mà mình viết những học những nước nào mình quan tâm này, thì nhiều khi là họ có những cái trang web của nước ngoài. Tại thời điểm đấy thì không có những trang tiếng Việt, nhưng khá nhiều trang của nước ngoài họ tổng cộng mình cũng quên mất cái đường link rồi, nó là scholarship, nói chung là các bạn search rất là nhiều. Thì rồi đó mình lại mất công mình vào, mình thấy họ đề tên nhá, thì mình lại vào từng cái một, mình lại tự dùng cái từ khóa đấy để vào cái website chính thức của các học bổng đó, và mình xem các điều kiện. Thì mình cũng tìm rất là khá là nhiều các chương trình, nhưng mà các bạn thấy đấy, cuối cùng mình cũng chỉ nộp được cái chương trình khá là phổ biến thôi kiểu như là những cái mà ai cũng biết, chẳng hạn như là Maastricht hay Leiden, hoặc là Erasmus. Chương trình Erasmus thì chắc là ít người đi, bởi vì nó là chương trình về human rights. Hồi đấy mình nộp đó, thì thực ra học bổng Thụy Điển thì mình cũng hoàn toàn tình cờ. Và cái năm mình được học bổng chính phủ Thụy Điển, học bổng đó nó là SI. SI là từ viết tắt cho từ Swedish Institute, là tên cái cơ quan trực thuộc SIDA. SIDA là, không biết các bạn nghe, SIDA là cơ quan phát triển Thụy Điển mà đã từng tài trợ cho Việt Nam rất rất nhiều năm. Thì bản thân SIDA là tài trợ cho đại học luật 13 năm. Nên khá nhiều giảng viên đại học luật là đã từng sang Thụy Điển, mà chủ ở đây là sang Lund. Rất nhiều luôn cũng chương trình qua SIDA với đại học luật rất trong rất nhiều năm, và gửi rất nhiều sinh viên rồi giảng viên sang đó để học thạc sĩ, học trao đổi. Nhưng mà sau đấy thì họ dừng cái chương trình này từ cách khoảng độ năm 2010 hay sao, tức là cũng mình nhớ là năm mình vào đại học luật là năm chính là cái năm đầu tiên mà không còn chương trình đó nữa, năm 2000 đến năm 2007. Cho nên là trước đó rồi thì lúc cái năm đầu tiên mình vào 2013 là năm đầu tiên mà học bổng này. Từ trước đây Việt Nam mình chỉ có thể sang Thụy Điển theo dạng kiểu song phương như vậy thôi. Nhưng mà từ năm 2013 là họ mở học bổng chính phủ SI này cho rất nhiều nước, trong đó thì có Việt Nam. Và thực sự mình phải nói là các bạn, mình thấy rất là tiếc là học bổng này, như mình nói là mình thấy nó rất là hào phóng. Vì bọn mình được, hồi đó là mình được 9.000 Thụy Điển, nó khoảng độ 1.000 euro đó. Bây giờ thì nó tăng lên một chút bởi vì do lạm phát, thành 10.000 đồng Krono Thụy Điển thì cũng bằng khoảng độ 1.000 euro.
và đấy là tiền ăn ở, đấy là tiền chi phí, à, học phí họ đã trả hoàn toàn rồi và bạn không phải quan tâm nữa, và đấy là tiền họ đã trả hết học phí cho trường rồi, mình không được cầm tiền đó nhưng mà họ đã trả thẳng ở trường. Còn tiền ăn ở thì mình được khoảng độ 1.000 euro một tháng cộng với cả tiền vé máy bay là họ cho là 1.500 euro là một lần cho. Còn bạn thích tiêu đi gần đi xa, đi ngắn đi rẻ thì gì bạn cũng được từng đấy tiền thôi đó. Còn ngoài ra có những thứ như là tiền bảo hiểm này, bảo hiểm họ sẽ mua bảo hiểm cho bạn, rồi thì visa các thứ thủ tục là không mất tiền. Nói chung là, và đặc biệt là học bổng chính phủ Thụy Điển có một đặc điểm là họ không yêu cầu, họ không có ràng buộc gì hết, họ không có ràng buộc bạn phải về nước hay là bạn phải không phải rời Thụy Điển trong vòng bao nhiêu năm hay như thế nào đấy. Họ hoàn bạn học xong thì bạn làm ở đâu làm gì cũng được, họ không có một cái ràng buộc gì hết. Thì và chính vì thế mình thấy rất là tiếc là thực ra các bạn Việt Nam ngành luật của mình, tại sao mình gặp trước đây mình gặp có đúng một bạn người Việt Nam cũng học chương trình của mình sau mình một năm, và sau đó thì hình như có một bạn nữa cũng học luật nhưng mình nghe đồn thôi chứ còn chưa gặp bao giờ, cũng không, hình như mọi người không ai biết bạn ấy ở đâu luôn, thì rất là ít. Và trong đó từ năm 2013 đến giờ thì hầu như năm nào Việt Nam cũng trong danh sách những nước được nhận, có năm 2015 là không được, nhưng sau không Việt Nam không trong danh sách các nước được nhận, nhưng sau đấy thì được liên tục. Và mình có cảm giác là học bổng này nó càng ngày càng dễ hơn với Việt Nam, bởi vì thời mình nhận apply đó thì Việt Nam không được nằm trong danh sách riêng, chỉ nó sẽ có, nó chia học bổng ra theo diện là có một list cho một nước, những nước mà rất gọi là những nước rất là nghèo như là Bangladesh chẳng hạn, cái nước hoặc là một số nước ở châu Phi mà rất là nghèo, họ họ một danh sách riêng khoảng 10 nước. Còn tất cả các nước còn lại thuộc khối mà theo đánh giá của OECD là nước middle income hoặc là low income, trong đó có Việt Nam, thì đều vào một gọi là vào một rọ luôn. Tức là các bạn phải cạnh tranh, tức là cái năm mình nộp là mình phải cạnh tranh với không phải chỉ các bạn Việt Nam mà khoảng trăm nước khác, có hàng trăm nước được nhận, được eligible mà. Thì mà hồi đó về người Việt Nam mình nhận ra một điều là các bạn Việt Nam thực ra rất là giỏi. Nói chung profile mà Việt Nam, Trung Quốc thì Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ là những nước bao giờ cũng rất nhiều học bổng, nên các bạn cứ phải tự tin là tuy là học bổng nghe thì rất cạnh tranh nhưng mà cái mặt bằng chung khả năng của các bạn Việt Nam thường rất là cao. Mình cũng nói chuyện với bên tuyển sinh của bên học bổng SE về bọn mình, khi mà được học bổng này thì các bạn được trở thành thành của một cái mạng lưới họ gọi là Global Network for future leader and tức là network for future global leader, là cái tên, cậu cũng thấy là cái tên nó thể luôn cái em của học bổng là họ rất là coi trọng cái leadership đó. Đó thì khi mà mình hỏi thì họ cũng nói luôn là học bổng này theo kiểu là họ đúng là họ sẽ lấy từ trên xuống dưới, họ sẽ lấy từ trên xuống dưới, nhưng mà họ lại có quota theo kiểu là một nước không được quá nhiều, ví dụ như là một nước không được chiếm có 10% số học bổng thì họ vẫn lấy từ trên xuống dưới thôi, nhưng mà đủ đến 10% số học bổng đã là người Việt Nam rồi thì sau đấy thì dù các bạn có nằm trong cái top, vẫn trong top qualify học bổng thì người ta sẽ xuống người tiếp theo, tức là bạn phải cạnh tranh cho các cạnh tranh với nước khác mà cạnh tranh cùng nước nữa, nên là vừa khó vừa dễ. Còn nhưng mà hiện nay thì mình được biết là học bổng SI giờ đã theo kiểu là Việt Nam những năm gần đây được một mình một list. Những năm nay là Việt Nam chỉ đứng chung danh sách với cả một, mình cũng không nhớ tùy năm, nhưng có năm thì đứng chung với khoảng độ 10 nước khác, có năm thì 15 nước khác nhau. Tức là thực ra là rất là dễ hơn rồi. Tức hiện nay họ đã có một cái, tuy là họ không bao giờ nói ra cái quota. Thụy Điển thì có một đặc điểm là học bổng SI và không bao giờ biết quota mỗi nước là bao nhiêu. Họ ta chỉ cho danh sách là những cái nước này eligible thôi. Nhưng bạn biết là khi mà bạn nằm cùng một danh sách mà ít nước ấy, thì bạn biết là dễ được nhiều hơn cho với cả cho so với cả các nước khác đấy. Thì mình nghĩ là các bạn có thể là tìm cái thông tin, tức là bạn như các bạn đã nói, nhưng hình như mình không biết là bạn An hay là bạn Mỹ nói là cái thông tin học bổng nó rất là rõ trong các cái trang web của trường, trang web của tổ chức, các bạn chỉ cần đọc thật là kỹ thôi là có thể là tìm hiểu, các bạn đã biết được tất cả những gì cần. Vì mình hồi mình nộp học bổng là mình không hề quen biết ai được, không biết ai của Thụy Điển và không biết ai học bổng này hết, nhưng mà không có vấn đề gì cả, các bạn tìm hiểu kỹ và các bạn nộp và theo đúng cái tiêu chí của họ thì mình khẳng định là hoàn toàn có thể, chứ không nhất thiết là phải gọi là có gì đặc biệt, có gì là quá là thần bí ở đây cả. Tức là research và đấy là kỹ năng quan trọng của luật sư, cho nên đó thì lời khuyên của mình thôi, cứ phải research thật là nhiều và kiên trì. Nếu mà có thể thì rất mong là chị Thu có thể list các cái tên mà chị vừa nhắc đến ở trong, mọi người có thể theo follow những cái tên đấy để research nhiều hơn về các cái cơ hội. Cho em hỏi một chút về cái phần chương trình học, bởi vì em khá thắc mắc là liệu các cái chương trình học ở những trường như là Áo và Hà Lan thì nó có cái điểm gì đặc biệt và nó có mang tính thực tiễn cao để giúp mọi người khi mà học về khi đi học về vẫn tiếp tục làm việc và phát triển cái công việc của mình không ạ? Em xin hỏi nhường lời cho anh Trung trả lời câu này trước được không ạ? Về câu hỏi của Uyên thì là
Bởi vì là sau khi mà anh đi học xong ấy thì anh cũng có quay lại quay quay về công ty cũ trước đây thì để anh tiếp tục làm công việc hiện tại và làm sư. Thì cái mà anh thấy mà anh nhận được sau khi mà anh đi học để về có thể tiếp tục hành nghề ở Việt Nam ấy, chắc nó là cái cách tiếp cận vấn đề. Tức là khi mà trước đây khi mà anh đi làm rồi trước khi một cái thời điểm trước khi anh đi học ấy, thì anh đã chỉ hoàn toàn anh nhìn từ một góc độ là ok tôi sẽ đọc luật, tôi giải quyết vấn đề khách hàng như này, khách hàng cho tôi cái bài đầu bài như này, và tôi cứ đọc luật tôi cứ trả lời như thôi thế. Nhưng mà khi mà ở cái thời điểm sau khi anh học về ấy, thì cái của anh sẽ khác hơn. Anh tập trung, anh cũng có quan tâm nhiều hơn về cái business của khách hàng, là xem họ sẽ làm gì, họ muốn thực sự họ muốn cái gì, để mình có thể mình sẽ tư vấn được ở một góc độ ở mức độ nào đấy là nó sẽ là tốt nhất cho khách. Thì đấy là cái cách tiếp cận vấn đề là nó sẽ khác. Cái thứ hai là hơi 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 mang tính về cho cá nhân một chút, đấy là khi mà sau khi mà anh đi học xong thì anh cũng có một cái gọi là định hướng hơn cho cái việc là mở rộng cái profile của mình, tức là mình muốn làm về cái vấn đề gì, muốn làm về lĩnh vực nào thì mình sẽ phải là cố gắng mình xây dựng cái profile của mình để có thể kiểu mọi người sẽ biết đến nhiều hơn về cái lĩnh mình làm về lĩnh vực đấy chẳng hạn. Cho nên là đấy là hai hai cái điểm mà thực sự là sau khi đi học về nói về mặt kiến thức thì nó sẽ không không đối với anh thì là không không có quá là nhiều sự khác biệt so với cái thời điểm trước đây. Tức là về mặt kiến thức mình cũng sẽ có biết thêm nhiều hơn về những cái gì đang diễn ra trên thế giới, tức là xung quanh mình là trong các hoạt động business của các công ty như thế mình cũng có biết thêm. Nhưng mà để mà gọi là về mặt kiến thức luật thì là tại vì mình hành nghề Việt Nam thì mình chỉ biết luật Việt Nam, mình nên mình sẽ đọc luật Việt Nam để mình tư vấn thôi. Cho nên là về cái mặt kiến thức là sẽ không 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 nhận được nhiều, nhưng mà cái cách tiếp cận vấn đề, cách xử lý vấn đề và cách để mà mình có thể branding thì là nó sẽ là một cái là anh học được từ cái khóa học của anh. Để xem Mỹ có muốn chia sẻ gì thêm về vấn đề này không? Thực ra thì em cũng giống như anh Trung thôi, là cái cách tiếp cận khi mà học ở bên đấy về thì nó sẽ rất là khác. Với cá nhân em thì là một người mà học xong đại học là chỉ có 6 tháng thực tập ở một cái firm luật ở Việt Nam, thì xong rồi đi học master luôn. Thì những cái mà bên học ở bên Hà Lan về ấy, và nó thực sự đúng là nó không phục vụ quá nhiều cho cái việc mà mình làm luật ở Việt Nam, bởi vì là cái nền tảng luật ở hai nước thì nó đã khác nhau rồi. Những cái mình học thì nó sẽ chỉ về mảng tư duy là chính, tức là khi mà tiếp cận vấn đề ấy, thì mình có thể nghĩ ra nhiều cái hướng mà nó sẽ đi theo những hướng này hướng này hướng này, thay vì chỉ nghĩ theo một hướng như ban đầu. Và cái mà thay đổi nhất là cái thời gian mà mình thực tập 6 tháng đấy ở Việt Nam trước khi mình đi học ấy, thì mình cảm thấy là những cái mình học ở trong trường đại học nó chưa thực sự là mình là có thể tiếp cận và làm được việc ngay. Thế nhưng mà khi mà đi học về rồi thì mình khá là tự tin với việc là mình có thể giải quyết được cái vấn đề mặc dù mình chưa chưa va chạm nó bao giờ. Tức là mình tự tin được rằng là khi mà gặp vấn đề này thì mình sẽ phân tích nó ra như thế nào, mình sẽ giải quyết nó như thế nào, và khi mà gặp một công việc mới thì mình sẽ không bị hoảng loạn, không bị nghĩ như kiểu là cái này mình chưa được học, mình chưa được tiếp cận, mình cảm thấy sợ hãi nó. Đấy là tự ý kiến riêng của mình. Vâng ạ. Thế không biết là chị An học ở Đại học Trung Âu ạ thì chị thấy thế nào ạ? Như em biết thì là trước khi mà đi học là chị có kinh nghiệm làm việc ở rất nhiều công ty luật cũng như là làm ở một cái tổ chức NGO rồi. Thì chị thấy là cái việc mà đi học của chị với chương trình học hiện tại bây giờ thì nó đã giúp ích gì cho cái tư duy luật của chị ạ? Hiện nay thì mình mới chỉ bắt đầu học được 3 tháng thôi, hơn 2 tháng thôi. Tuy nhiên, nếu mà nhìn vào cái curriculum và các cái môn học ấy và các cái syllabus của các môn học mà đã được thầy cô đưa lên rồi thì mình nghĩ là nó khá là practical. Bởi vì ví dụ như mình có những môn như là luật phá sản, luật về giao dịch bảo đảm rất là quen thuộc với sinh viên Việt Nam đúng không ạ? Rồi luật công ty, corporate governance, rồi capital structure, tất cả các cái môn học đấy, theo mình với cái kinh nghiệm làm việc của mình ở Việt Nam thì nó rất là practical và rất là có thể dễ áp dụng vào cái công việc của mình ở Việt Nam, mặc dù là luật ở Việt Nam thì chắc chắn nó khác so với luật của Áo, khác so với luật của Mỹ. Thế nhưng mà học Master of Law thì thực ra nó không chỉ là học luật
mà như anh Trung nói là nó còn là học cả business nữa. Cái môn corporate governance nó không chỉ là luật công ty mà nó còn là cả cách vận hành của công ty như thế nào. Mình sẽ phải hiểu là khách hàng của mình cần cái gì, cần mình tư vấn về cái gì. Khi mà nói đến là cần tư vấn về luật công ty, nó không chỉ là luật mà nó còn là cách để quản trị công ty tốt. Rồi trong các cái ví dụ như môn capital structure chẳng hạn, là các cái giao dịch trên trên thị trường, thì cũng không chỉ là luật, mình phải hiểu là khách hàng đang muốn cái structure như thế nào để mình áp dụng cái luật và tư vấn cho cái structure đấy, và thậm chí có những luật sư có thể tạo ra một cái structure mới. Cho nên là mặc dù có cái sự khác biệt về hệ thống pháp luật, nhưng mà cái tư duy, cái cách tư duy, cách định hướng và cách giải quyết vấn đề là những thứ mà mình có thể học được ở đây. Bên cạnh đấy thì học luật thì không chỉ là để làm luật sư, mà cũng có nhiều người, nhiều bạn và thậm chí mình cũng đã từng có cái định hướng là sẽ làm ở trong cái ngành pháp, vận động pháp lý, vận động chính sách. Thì cái cách mà các nước phát triển làm luật nó rất khác so với cách mà nước mình đang làm luật, và mình có thể học được rất nhiều cái cách reasoning của các nhà làm luật ở đây để áp dụng và có thể giúp cho cái hệ thống pháp luật của mình có thể được phát triển theo một cách có hệ thống hơn, evidence-based hơn và logic hơn. Đấy là những cái takeaway của mình. Vâng, em cũng thấy khá là interest với những cái chương trình học mà các anh chị vừa nêu ra, tại vì là em luôn luôn tìm hiểu những cái chương trình học nào mà nó mang tính thương mại, phục vụ cho cái chuyên ngành luật, chuyên ngành là luật sư thương mại. Ví dụ như là capital structure hay là corporate governance như chị An vừa mới nói, và như anh Trung nói là cái việc mà học thêm một chút về business nó rất là quan trọng trong cái việc hành nghề luật, để tạo ra một cái commercial awareness cho luật sư. Vâng, thế thì cái chương trình học ở bên đấy thì nó đã thay đổi cái góc nhìn của em trước đây. Em nghĩ là ở bên đấy thì sẽ tập trung nhiều về cái mảng luật công hơn, nhưng mà qua cái chia sẻ của anh chị thì em có một chút có cái sự thay đổi trong cái nhận định của mình. Và để kết thúc chương trình thì em xin phép được hỏi thêm một câu cuối cùng về mà các bạn ở đây trong chat box cũng khá là quan tâm, với cả là trong cái list câu hỏi dành cho diễn giả được tạo ra từ trước, đấy là về cái cách mà xây dựng cái bài luận thì để mà apply vào các cái trường cũng như học bổng ấy, thì các anh chị đưa cái yếu tố gì vào trong bài luận và kể những cái câu chuyện như thế nào để khiến cho mình trở nên nổi bật ạ? Em xin phép hỏi chị An trước được không ạ? Mình nghĩ là thực ra nó cũng không có gì quá đặc biệt. Ở trên mạng nó có rất là nhiều bài luận mẫu, ví dụ như là những cái tiêu đề như kiểu bài luận của sinh viên Việt Nam được 2 tỷ, được học bổng 2 tỷ đô chẳng hạn. Và nó rất là thú vị, kiểu các bạn ấy kể một câu chuyện của cuộc đời các bạn đúng không? Nhưng mà thực ra cuộc đời của mình nó không thú vị đến mức đấy. Mình không có gì để kể cả, nếu mà mình muốn một câu chuyện quá thú vị thì mình sẽ phải bịa, nhưng mà mình không nên làm cái việc đấy. Thành ra là trong bài luận của mình thì mình đã nói về định hướng sau này mình sẽ làm gì, và như mình nói ở phần trước là chúng ta phải hiểu được là value của học bổng đấy là gì, và cái người đang trao học bổng đấy cho mình họ muốn gì ở mình. Thì cái này sẽ tùy thuộc vào tùy từng học bổng, tùy từng trường. Và khi mà mình đã xác định được họ muốn gì ở mình và value của mình có phù hợp với cái value của họ không, thì mình phải đi sâu ở vấn đề đấy. Ví dụ như mình biết là học bổng của mình thì học bổng của trường của mình thì rất là coi trọng về việc phát triển cái open society ở các nước châu Á và các nước Trung Đông chẳng hạn. Thì mình phải đánh chú trọng với cái value đó, và mình nói là kế hoạch tương lai của mình nó có gì relevant liên quan đến việc cống hiến hoặc là xây dựng cái open society ở các nước châu Á hay không. Thì nói chung nó sẽ là phụ thuộc vào việc các bạn research đến đâu, cũng như là cách hành văn của mình nó có thể hiện được con người của mình như thế nào, có phù hợp với học bổng hay không thôi. Với câu hỏi này thì chị không có chia sẻ đúng không? Tại vì em thấy là chị đã apply rất nhiều học bổng, ví dụ như là đi Đức, Ý hay là Thụy Điển, à, như chị vừa nói là Erasmus nữa. Thế thì bình thường lúc mà chị làm luận là chị sẽ chú trọng những cái yếu tố như thế nào, và chị structure cái bài luận của mình như thế nào ạ?
Thực ra thì ví dụ như học bổng ngắn hạn đi Đức thì là chương trình có liên hệ với các đại học luật, còn học bổng đi Ý thì đấy là một cái khăn khác vì mình phải phỏng vấn bằng tiếng Ý, và mình theo chương trình ở bên trung tâm văn hóa Ý ở Việt Nam thì nó là một học bổng khác, thì chắc là cũng như các bạn nói tiêu chí nó rất rất là khác nhau. Thì nhưng mà nói về những học bổng dài hạn mà mình xin được đó, hoặc là được admission chẳng hạn này, thì thực ra mình nghĩ là các bạn cũng phải nghĩ theo một cái cách gọi là nghĩ holistic, nghĩ toàn diện hơn. Tức là cái hồ sơ của bạn không phải chỉ là cái essay đâu. Essay đối với mình nó là cái điểm kết nối những cái, nó là cái keo gắn kết những yếu tố khác trong một cái hồ sơ của các bạn. Tức là mình khi mình hay, các bạn rất nhiều bạn từng hỏi mình về lời khuyên về kinh nghiệm học bổng và kinh nghiệm apply thành công nọ kia, thì mình hay nói là khi các bạn xây dựng cái application của bạn, các bạn phải nhìn và đừng có nhìn, đừng có chăm chăm mà nghĩ là cái cover letter hay là được. Nó có sức nặng nhưng không phải lúc nào cũng rất là nặng, và cũng tùy nước. Cái chuyện mà viết một câu chuyện rất là hay thì nó với nước Mỹ, vì mình apply học bổng đi Mỹ rồi mình biết đấy là rất là typical apply college ở Mỹ, là bạn viết một câu chuyện rất là hoành tráng khi mà đến cái câu chuyện lên báo đó bạn. Ở châu Âu thực ra họ không cần cái đó lắm. Thực sự là với theo kinh nghiệm của mình thì châu Âu họ coi trọng, khi bạn đi học thạc sĩ họ khá là coi trọng vấn đề GPA, điểm số của bạn này, cái thành tích, những cái gì đó rõ ràng, nhưng họ không cần phải khả năng phải chém quá là hay trong, gọi là chém gió quá là hay trong cái CV đâu. Mình thì nhưng mà dù sao thì bạn muốn tạo ấn tượng, có nghĩa là cũng khi mà họ như thế thì sẽ khi họ không quá quan tâm tới cái chuyện như kiểu những câu chuyện gì mà hoành tráng sức mướt trong CV ấy, thì có nghĩa là có thể là cái cơ hội để bạn nổi bật sẽ khó hơn. Thì mình nhận ra các bạn phải xây dựng, bạn phải xây dựng hình ảnh khi họ đọc hồ sơ của bạn, họ nhớ được bạn là ai, họ nhớ được cái đặc điểm. Cái này thì nó hơi khó một chút, nhưng mà cái này cần mình phải nhìn toàn diện. Bạn phải nhìn vào GPA là một chuyện rồi, hoạt động ngoại khóa, công việc làm thêm bạn đã làm gì này, rồi là những cái thì cả recommendation letter nữa. Tức là có rất nhiều thứ mà nó không, và phải nhớ là không, mình hay nói lời khuyên là không phải là cứ phải đi cái hoạt động ngoại khóa ấy, làm nhiều người cũng nghĩ rằng là cứ phải đúng cái ngành của mình làm nó được tính. Không phải, bạn không cần thiết phải làm cái quá trực tiếp liên quan đến cái ngành của bạn học cả, nhưng mà miễn là nó, nhưng mà nó đóng góp vào chuyện xây dựng cái hình ảnh của bạn. Thì khi mà mình apply thì mình dùng cái luận văn của mình, cái essay của mình chỉ là để connect những cái dot như thế đó. Đó thì thế này, mình hồi đó mình nhớ là mình khi mình học bổng SI thì học bổng này nó khá là, nó có trong họ nói rất là rõ trong cái tiêu chí là về leadership nó kia rồi. Mà leadership thì nhiều người, các bạn Việt Nam bây giờ cũng nhiều bạn hỏi mình học bổng này và nhưng mà em đã làm leader bao giờ đâu. Mình bảo không không, cái đấy thì không phải leadership, là em phải làm manager của một công ty. Nó nhiều khi nó nói về cái chuyện là cái leadership quality mà nó thể hiện ra. Thì đó, nó có nhiều bạn rất là trẻ, mới cũng chưa đi làm lâu đâu, chắc chắn là mới chỉ làm nhân viên gọi là nhân viên quen, chứ chưa làm sếp, mà vẫn có thể apply và được học bổng này. Học bổng này mình thấy các bạn độ tuổi được rất là trẻ mà, cho nên mình nghĩ là tất cả là do các bạn nói thôi. Thì như mình sẽ xây dựng cái profile, khi mà mình viết hồ sơ là mình phải nghĩ về nó, làm những cái góc, những cái điểm này của học bổng mình muốn thể hiện mình như thế nào. Thì mình biết là SI là thích là leadership, họ thích những cái người mà mình có cảm giác là, tức là cái interpretation của mình thôi, là họ thích những người rất là có cái passion về cái việc mình làm. Như bạn nghĩ là ôi nhưng mà muốn học bổng chính phủ là phải học làm những cái ngành về NGO, không phải nhá. Rất nhiều bạn Việt Nam xong đây học finance, accounting, xong rồi học đúng cái những cái ngành thực sự là rất là kiểu corporate, theo kiểu là mà họ vẫn cho học bổng, họ vẫn được học bổng luôn. Mà có một bạn mình vừa trả lời đó, người ta gọi là do các bạn spin như thế nào, xong mình hay đùa là các bạn luật sư mà các bạn phải biết cách nói chứ, đúng không? Mình là luật sư thì mình phải biết cách, là mình phải biết cái gì mình phải nói được, tức là cái connection như thế nào mình cũng phải làm được. Mình phải connect được cái ngành mình muốn học. Các bạn học business law hoặc tax law cũng thoải mái luôn, có thể connect được vào cái sustainable goals là cái chắc chắn luôn. Nếu mà các bạn suy nghĩ kỹ một chút, đào sâu một chút thì các bạn thể spin được nó trong cái hồ sơ của bạn ấy, và bạn thể cả cái hồ sơ của bạn thể là bạn có người như thế này. Thì SI là leadership là quan trọng nhất rồi, nhưng mà theo như mình để ý các bạn được học bổng cùng với mình mà các nước khác nữa, không ở Việt Nam đâu, cái yếu tố international khá là quan trọng. Những cái bạn mà có khá nhiều kinh nghiệm kiểu international, cái profile như mình có khá typical, ta đi học ở hai nước khác rồi sang đây, khá là nhiều bạn ở bên này như thế, hoặc là những cái kinh nghiệm trao đổi, hoặc là involve vào những cái hoạt động nó có một cái quốc tế một chút cũng là một cái lợi thế, rồi biết nhiều ngoại ngữ như thế, nó thể hiện cái profile của mình. Hồi đó thì mình có một cái, mình có thực ra có một cái bài, có một cách rất là practical khi bạn muốn với essay. Đây là cái là mình, cái này không chỉ dùng essay đâu, sao xin việc các bạn dùng cái chiêu thức này luôn, là bạn đọc cái description, cái value, cái mà họ yêu cầu ấy, cái requirement đó, trong kể cả đây mình nói luôn là bạn áp dụng luôn cả job offer khi mà apply xin việc cũng ok. Các bạn gạch chân cho mình ra, highlight những thứ bạn nhận nó là quality người ta yêu cầu bạn. Thực sự là viết hẳn ra, là viết ra giấy này, viết được quality này. Sau đó bạn nhìn vào bản thân bạn, bạn lại viết những quality về bản thân bạn luôn.
bạn tự thấy bạn có những quality gì, và đây không phải khi mà bạn làm cái chuyện này thì đừng có theo kiểu là chỉ biết là mình nghĩ là mình là người rất là sáng tạo, hoặc là mình nghĩ là mình người rất là flexible, đừng nghĩ thế. Không, mà bạn phải nghĩ là bây giờ tôi là một người rất là tôi giỏi thích nghi. Có ví dụ cho mình, bạn viết cái quality đấy ra, viết ví dụ bạn đã làm gì, dùng cái experience công việc của bạn ấy là gì, thì bạn sẽ có hai cái list đó. Và rất đơn giản, bạn match ra với nhau. Vì học bổng của bạn, học bổng nhiều khi họ sẽ ra khoảng độ 5-7 cái quality, bản thân bạn cũng khoảng độ 5-7 quality khác, nhưng cái match ra khoảng độ 2-3 cái thôi. Và đấy rất là tốt, bởi vì bạn không thể nắm nhét hết. Có những người rất là tham là ô học bổng có khoảng độ 5-7 quality thì mình sẽ cố nhét là tôi có hết cái quality đấy. Cái đấy không bao giờ có thật, không có ai có tất cả quality cả. Thì đây là một cái exercise nó rất là practical, là các bạn viết lên thế các bạn thấy ngay là mình có khoảng 2-3 cái quality mình trúng học bổng thôi. Thì lúc bạn viết essay, bạn tập trung vào cái đó cho mình. Tập trung vào những cái đó thì mình vừa nó vừa khớp với cái requirement của học bổng, mà đồng thời bạn có cái ví dụ của bản thân là ví dụ tôi đã làm như thế này, họ có leadership thì bạn thấy tôi là chair, tôi là kiểu người organize cái ví dụ model intonation, ví dụ thế ở trường tôi này, tôi có một cái như thế, ví dụ thế, thì bạn sẽ dùng cái quality, bạn sẽ nói về cái đó trong hồ sơ của bạn, ví dụ như thế là thể là leadership, không phải nói tôi có leadership, bạn không được nói là tôi là người có leadership quality, mà bạn phải thể là tôi đã làm như thế này. Và cái đấy người ta đọc, người ta thấy bạn có leadership quality. Thì đấy là cái lời khuyên nhiều. Cái này nghe nó rất là đơn giản, thực sự là chỉ cần ngồi và viết ra đó, nhưng mà không nhiều người làm đâu. Và như thế là khi mà bạn viết rất là không viết được đúng trọng tâm đó. Đấy là khi mà mình nghĩ là đấy, cái đấy là thật sự là mình mất rất nhiều năm mình mới phát hiện ra cách làm như vậy. Nên là bây giờ coi như là các bạn biết luôn đó. Đó thì đó là lời khuyên của mình về essay thôi. Nhưng mà lại một lần nữa là đừng quá nghĩ nó là cái điều quan trọng nhất. Thật sự là đừng quá nghĩ là điều quan trọng nhất, vì nó không phải đâu, nó không phải là quan trọng nhất đâu, nó quan trọng nhưng không phải là nhất, nên bạn cần phải chăm sóc các khía cạnh khác của hồ sơ của mình nữa. Vâng, em cũng đồng ý với cả nhận định của cách của chị là cái bài luận nó không phải quan trọng nhất, bởi vì em thấy mọi người cũng có chia sẻ ở nhiều nguồn, đấy là cái việc đánh giá ứng viên của châu Âu với cả ở Mỹ nó rất khác nhau. Ví dụ ở Mỹ thì cái quan trọng nhất là cái bài luận phải kể câu chuyện thật là ấn tượng. Nhưng mà ở châu Âu thì nó không thì họ không chỉ đánh giá cái yếu tố như thế. Một bạn tham gia có hỏi là khi mà xin học bổng ngành luật thì có cần điểm IELTS cao và writing cao không? Anh Trung ơi, anh có thể trả lời câu này hỏi này giúp cho bạn Ami được không ạ? Về cái điểm IELTS hay là writing, họ có đánh giá cái gì không? Về câu này thì anh chia sẻ thật là nói chung là như trước đó thì từng trường họ sẽ có các tiêu chí rất là rõ ràng trên các trang web của họ, và như cái đường link mà lúc nãy anh có gửi trong cái chat box đó, thì là trong đấy nó cũng sẽ liệt kê ra là đấy cần điều kiện bao nhiêu. Thì thực tế thì từ góc độ từ kinh nghiệm bản thân anh thôi, là đã nhận học bổng thì anh thấy là cái việc mà được phải cao là thực sự là không cần phải quá cao. Em chỉ cần đạt đủ chuẩn và hơn, tức là tốt nhất là nên hơn cái tiêu chuẩn của ta một chút. Còn để mà kiểu đương nhiên là nếu mà phải cao, nếu mà cao thì em sẽ tốt cho bản thân em, và chắc chắn em sẽ cạnh tranh cao hơn. Nhưng mà đấy sẽ không phải là một đấy không hẳn là một tiêu chí gọi là quyết định cho cái việc là em xác định nhận học bổng. Tiêu chí gửi nhận học bổng thì họ sẽ dựa vào các như chị Thu cũng chia sẻ, và như những cái mà trước anh cũng đã nói đó, thì là nó sẽ dựa vào từng trường họ sẽ có tiêu chí này kia. Điểm GPA phải này thế kia nữa, cho nên là việc là phải cao rồi có cao các thứ thì thực sự là nó không hẳn là một yếu tố quyết định đâu. Nhưng mà mọi người cũng nên cố gắng để mà đạt cái đủ cái tiêu chuẩn và hơn đấy một chút, tại vì thực ra bản thân anh nói thật là điểm IELTS của anh là không quá cao. Nếu mà so với rất nhiều bạn bây giờ thì điểm IELTS của anh thì thực sự là nó còn hơi thấp cơ so với rất nhiều bạn thì hiện tại, cho nên là anh thấy là cái đấy không nó sẽ là một yếu tố nhưng mà không phải tiêu chí quyết định. Vâng ạ. Em cũng phải một chút được không? Dạ vâng. Mình nói một chút về cái vụn về câu này rất là hay. Đúng là điểm là một chuyện lúc bạn nộp hồ sơ, nhưng mà mình là kinh nghiệm người đã đi học và làm việc ở đây lâu, mình có khẳng định luôn là các bạn cần cao, bởi vì bạn cần cái khả năng tiếng Anh các bạn theo học được. Vì như mình nói, đặc biệt là khả năng như mình là mình khi mình được IELTS là mình được 9.0 phần đọc của mình rất là tốt. Mà sang đây ban đầu mình thật sự choáng ngợp với bạn đọc, bạn có những cái khái niệm, tức là vì học luật mà bạn học những cái về nó thiên về nhiều cái triết học, ví dụ gọi là cái môn, các bạn có nhớ môn nhà nước pháp luật ở Việt Nam ở đại học luật không, có trường cái môn lý luận về nhà nước pháp luật rất là khó đúng không? Đấy, mà bây giờ sang bên này cái môn như vậy mà khó hơn là bằng tiếng Anh nữa. Nên mình nghĩ là các bạn cần phải
ngoại ngữ để theo học được, chứ không phải là chỉ nghĩ đến chuyện là học bổng hay không, mà để theo học được là bạn cần ngoại ngữ, phải cần tiếng Anh phải là tốt. Nên các bạn hãy nghĩ như thế nhiều hơn theo hướng là học bổng, đúng không? Vâng, em cũng đồng ý với chị là người ta đặt cái mức sàn học bổng như thế để một phần là để chọn lọc ứng viên, và hai là để xem là bạn có thể đáp ứng được cái việc trao đổi sinh hoạt hàng ngày không. Nhưng mà thực ra là để mà có thể theo học, mà nhất là trong ngành luật nữa, thì các bạn cần phải có một cái khả năng tiếng Anh rất là tốt. Ví dụ như là bạn chị An cũng có chia sẻ lúc đầu đấy là toàn là đọc case, những cái quyển, với hay là chị Mỹ vừa nói là đọc những cái quyển tài liệu dần nó dày cộp gấp mấy lần ở Việt Nam, thì lúc đó là cái khả năng tiếng Anh phải hết sức tốt. Bây giờ thì cũng là 6:41 ở Việt Nam rồi, và em rất cảm ơn mọi người đã ngồi đến tận giờ phút này sau 2 tiếng hết sức là dài của buổi talk show. Không biết là các anh chị có phiền không nếu mà để lại email cho các bạn tham gia hôm nay nếu mà có thêm câu hỏi gì, tại vì là thời gian nó cũng khá là có hạn, thế cho nên là mình cũng không thể đi hết tất cả các câu hỏi trước đó được. Nếu có thể mong là các anh chị có thể để lại email ở trong ô chat box. Và nếu mà các bạn có câu hỏi gì thì các bạn có thể là gửi câu hỏi đến cho email của các anh chị hôm nay đã chia sẻ, và gửi đến email của chat room, hoặc là nhắn tin cho Facebook của chat room và tham gia cái buổi sáng thứ bảy hàng tuần để hỏi thêm các cái kinh nghiệm sinh sống làm việc cũng như là học tập ở các nước như là châu Âu hay hoặc là Anh, Mỹ, các cái nước mà mình đã chia sẻ từ trước. Một lần nữa thì em xin cảm ơn các anh chị diễn giả đã dành thời gian hạn hẹp của mình để mà tham gia vào buổi chat room ngày hôm nay ạ. Thực sự là em rất là thấy là đã gặt hái được rất nhiều thông tin và cũng thay đổi một chút cái kế hoạch cá nhân sau những cái chia sẻ của các anh chị ngày hôm nay. Uyên, chị nói một chút được không nhỉ? Vì cái chuyện câu hỏi ấy, thì đúng là mình biết là nhiều bạn có câu hỏi. Mình nghĩ là thế này này, có thể là các bạn hãy có thể post trên Facebook. Vì như thế thì khi mình trả lời cho một bạn thì các bạn khác đọc được ấy, thì có thể là sẽ tiện hơn không? Thì không biết các bạn diễn giả khác như thế nào. Với mình thì mình sẵn sàng là sẽ trả lời nếu mà các bạn post trên cái group của bên chat room đó. Thì mình có thể lên mình trả lời, thì như thế, bởi vì không thì mình sẽ chỉ trả lời cho từng bạn một, có thể là phải trả lời lại nhiều lần một câu đó. Vâng, em cũng hiểu như vậy ạ. Thế thì em nghĩ là các bạn cứ gửi câu hỏi đến trực tiếp cho chat room, xong rồi sau đấy thì chat room sẽ chuyển câu hỏi đến cho các anh chị để các anh chị tiện trả lời một lần thôi. Rồi sau đấy thì phía chat room sẽ đăng một cái post để và tổng hợp lại các câu trả lời để cho các bạn tiện theo dõi luôn. Như thế thì sẽ khá là tiện cho tất cả mọi người, kể cả diễn giả lẫn phía ban tổ chức chat room. Vâng ạ. Và cái này thì em sẽ sắp xếp, mình xin phép là copy paste cái email của chat room để các bạn có thể tiện theo dõi. Đây, các bạn có thể gửi email đến cho cái địa chỉ này. Và đấy, như chị Thu đã gợi ý là phía chat room sẽ đăng một số những cái post để trả lời những cái câu hỏi mà hay bị hỏi nhất. Vâng ạ, một lần nữa thì em xin cảm ơn chị Thu, chị My, chị Mỹ, chị An và anh Trung vì đã join cái buổi chat room này. Xin cảm ơn anh Hiếu đã hỗ trợ kỹ thuật rất giúp cho chân Chu nữa. Chúc mọi người là một cuối tuần vui vẻ. Vâng ạ. Và mong là mọi người giữ gìn sức khỏe và bình an trong cái thời buổi vẫn còn dịch rất là nghiêm trọng như bây giờ. Và một lần nữa xin cảm ơn mọi người và xin chào tạm biệt ạ. Cảm ơn Nguyên, cảm ơn các mọi người, cảm ơn các bạn. Cảm ơn mọi người. Bye bye mọi người, take care. Cảm ơn mọi người.